bị bệnh Parkinson gần một năm, trị bằng phương pháp dưỡng sinh. Bệnh rung hả? Chứng bệnh rung ai vậy? Coi mắt coi. Được rồi, ngồi xuống đó đi. Bệnh này vừa ăn gạo lứt muối mè mà kèm theo tương tỏi. Mỗi ngày nếu mà mua tỏi mà đã xay nhuyễn rồi thì một ngày chúng ta ăn 3 muỗng cà phê trang với cơm ăn, và đồng thời ăn gạo lứt muối mè và đắp nước gừng giáng cà vai sọ ở cái vùng nhức ở vai, vùng đầu vai hoặc là ở gáy. Một ngày chúng ta được quyền uống 3 xị nước thôi nha, uống nước gạo lứt rang luôn, sau một thời gian rồi tính sau. Nếu mà cái vùng thắt lưng chúng ta đau thì có hai cách. Một là chúng ta đắp nước gừng giáng cà phai sọ thì cái vùng thắt lưng cũng hết đau. Và đầu gối này thì phải nên, một là chúng ta xông nước muối, xông nước muối để nó hút độc ra. Hay là buổi chiều nên ăn thêm gạo lứt rang để nó bớt nhức. Ai bị đau nhức chân thì nên biết điều này. Con bị hay cảm thường xuyên đổ mồ hôi lạnh, đầu cổ đau ê ẩm, thường đau bụng, đi phân xấu, đầu cổ tay lạnh, mình thì nóng. Quá trời trái cây luôn rồi. Trái cây dữ lắm quý vị này. Bây giờ trước mắt là chúng ta ngừng ăn trái cây. Ăn tốt nhất là ăn gạo lứt muối mè thì đường ruột sẽ tốt lại, cơ thể dương lên thì sẽ hết đổ mồ hôi và sẽ hết cảm. Ăn gạo lứt muối mè chúng ta uống trà 3 năm là đủ rồi, bệnh này không cần thêm cái gì đâu. Con đã lỡ lầm vào con đường heroin, nay con muốn từ bỏ, xin thầy từ bi quan hỷ chỉ dạy. Cái này chỉ chung hơi kỳ á nha, chút gặp riêng tôi đi. Con đau gai cột sống, gan nhiễm mỡ, con theo lời dạy của thầy ăn số 7 được 12 ngày, con giảm được 5 kg. Hiện nay hai chân của con đứng run run và đứng lâu bị đau, kính mong thầy chỉ dạy cho con để con không bị nhức hai chân để đứng được lâu. Thì thường trong khoảng 2 tuần đầu chúng ta có nhiều cái xáo trộn, nếu chân chúng ta mỏi mà chịu không nổi thì có thể là chúng ta, một là chúng ta xông nước muối. Xông nước muối thì hôm trước chúng tôi có chỉ rồi phải không, 1 kg muối, 1 kg của cải trắng, 4 lít nước, nấu cho sôi rồi bổ ra nồi, đổ ra cái xô. Đổ xô chúng ta kiếm đồ chúng ta cản trên cái mặt nước, xong là bỏ hai cái chân vô trong xô, rồi lấy mền quấn bít ngang rúng xong. Đồng thời nếu có bị bệnh khớp thì chúng ta ăn thêm gạo lứt rang buổi chiều. Dài quá, con sợ mất thời gian của thầy mà viết gần 200 giấy. Kính bạch thầy, xin làm mất thời gian của thầy, mong thầy quan nghĩ cho con vài câu hỏi. Chùa Long Ương, thờ bác con trai ngày nào con ở tối 2 giờ về có được không? Tới 2 giờ về có được không? Bột sắn uống thường mỗi ngày có được không? Mồ hôi ra có chùi không? Buổi sáng con ăn gạo lứt với muối mè, trưa con ăn cơm gạo lứt với hoặc hai món đồ chay khô, chiều con uống nước bổ lứt hay có khi ăn hủ tiếu chay, mà thường con hay bị bón có khi tới 2 hoặc 3 ngày mới đi một lần. Xin thầy chỉ dạy mỗi ngày con chỉ uống 1 lít nước có được không? Bột sắn thiệt, bột sắn giả ra sao? Thằng để trả lời từ từ, đọc nhiều không nhớ nổi. Thật ra thì ở chùa Long Hương chúng ta chỉ có sinh hoạt một ngày thôi, tức là không phải là thọ bát quan trai mà quý Phật tử về đây để học giáo lý. Thì buổi sáng là chúng tôi hiện tại đang giảng kinh Pháp Cú, chiều giảng kinh Pháp Hoa như thế này, và chủ nhật cuối tháng âm lịch mỗi tháng một lần. Còn bột sắn dây thì khi nào có việc chúng ta hãy dùng, như trong băng chúng tôi chỉ đó, một là chúng ta bị nhức đầu, hai là chúng ta bị trúng độc, ba là chúng ta bị trúng gió, hoặc là xảy ra chuyện gì chúng ta hãy dùng, hoặc chúng ta bị nóng sốt quá, hoặc là chúng ta bị phong giật, vân vân. Một số trường hợp mà cấp cứu bằng bột sắn dây đó, chúng ta bị trúng phong mà giật méo miệng thì chúng ta cũng uống bột sắn dây với muỗng cà phê tamari, nó sẽ được lành. Cho nên khi mà uống bột sắn thì phải trùm mền cho đổ mồ hôi, và khi có mồ hôi rồi là buộc phải lau cho sạch rồi ngủ. Tức là bột sắn nếu mà uống thường xuyên, trường hợp chúng ta bị nghi ngờ chúng ta bị độc á, bị nhiễm hồi nào chúng ta ăn uống đồ ăn bị nhiễm độc gì đó hồi nào, thì bây giờ chúng ta mỗi đêm nên ăn 1 lần bột sắn dây. Hoặc là trong người chúng ta bắt đầu đang ăn số 7 nó bị trổ ngứa, ăn số 7 thời gian mà chúng ta nghe ngứa ngứa trong người á, thì tự động ăn số 7 tiếp nó cũng sẽ ra hết.
Nhưng mà muốn hết nhanh thì chúng ta bắt đầu ăn bột sắn dây ban đêm trùm mền, thì cái ngứa nó sẽ ra nhanh hết hơn. Và tại vì khi ăn bột sắn dây nó sẽ giải độc, mà khi nó giải độc thì nó tống tất cả những độc ra nhanh hơn. Ăn bột sắn dây thì nhiều lắm là chúng ta có thể ăn liên tục 10 ngày ăn bột sắn dây không á. Nó có một cái trường hợp thứ hai sử dụng bột sắn dây đặc biệt. Sử dụng bột sắn dây đặc biệt thì chắc chắn là chúng ta không thể kiếm được rồi. Chúng ta phải đặt những chỗ làm bột sắn là họ sẽ làm cho mình khoảng 30 nước. Có nghĩa là họ quậy rồi họ chắc nước ra, rồi họ quậy, họ chắc nước ra, quậy rồi chắc nước, vậy 30 lần như vậy á. Thì bột sắn dây đó khi khô, phơi khô nó rất là trong. Và một loại bột sắn dây mà tốt á, thì ví dụ như một chén, chúng ta lấy một muỗng ăn canh mà quậy một chén nước á ha, thì nó đặc là cái đũa mình quậy muốn không nổi rồi. Nhưng bột sắn dây xịn á thì quậy 2 muỗng, 3 muỗng trong một chén đó vẫn đặc, nhưng mà nó lỏng lỏng, chúng ta vẫn gầy được, nó không có bị đặc cứng. Thì vậy là bột sắn dây thiệt. Chúng ta nên biết một chút điều này. Cho nên bột sắn dây mà mình khuấy hơn, ví dụ như một chén muỗng thôi mà hơn muỗng cái nó cứng, thì biết rằng nó không có thiệt lắm, không có cái gì không thiệt lắm ở trong đó rồi. À, thứ hai nữa là cái bột sắn dây khi bỏ vào nước nó tự động nó tan liền. Nó tan. À, khi chúng ta đưa vào miệng chúng ta nếm có cái mùi bột sắn, nhưng mà nó mất đi cái vị chát, không còn nghe chát. Để phân biệt bột sắn thiệt, bột sắn giả, nó cũng có nhiều cách phân biệt, nhưng mà chúng ta thử bỏ vô, chúng ta khuấy một lần lại mình sẽ biết ngay. Các bột khác khuấy nhiều nó sẽ bị cứng, còn bột sắn dây thì không cứng, trong. Tức là nếu mà buổi sáng mình ăn gạo lứt muối mè rồi ăn thêm một món đồ ăn, nhưng mà trường hợp chúng ta bị bón thì một là chúng ta ăn món dương á, là bí rợ sẽ làm cho chúng ta đi cầu dễ. Hoặc là chúng ta ăn rong biển thì nó hơi âm, thì có thể là chúng ta nấu canh rong biển với là rau bùa ngót, hoặc là rau má, hoặc là xà lách son, hoặc là cải xanh gì đó, chúng ta nấu canh ăn thì nó sẽ giải phóng được, nó sẽ đi cầu nhuận trường lại. Và nếu không thì chỉ cần một lá cây lô hội thôi là chúng ta sẽ đi cầu tốt liền, nếu trường hợp bị bón quá. Còn trường hợp mà ăn 067 thì nhai muối mè hoặc là chúng ta uống dầu mè thì trường hợp đó tính sao. Nước thì một ngày uống một lít trở lại, lít này hơi bị nhiều rồi. Làm sao mà người nữ một ngày đi tiểu 3 lần, người nam đi tiểu 4 lần, đi tiểu quá là dư nước, canh lượng nước để uống. Thưa thầy, con có hỏi thăm cô bác làm ruộng về gạo lứt. À, họ nói gạo lứt huyết rồng ăn tốt vì gạo mùa gieo tháng 4, gặt tháng chạp, còn gạo lứt khác một năm 3-2-4 mùa, nhờ thầy hoan hỷ chỉ dạy. Thưa thầy, con uống bột sắn với nước tương tỏi tamari có được không? Về gạo lứt thì thật ra chúng ta chỉ tin tưởng được những cái chỗ mình biết cái nguồn gốc của nó thôi. Chứ còn nó bán ngoài chợ thì ai cũng muốn nói mình tốt, nhưng mà những chỗ cái địa chỉ mình tin tưởng được là gì, mà đã tìm được cái gốc của người ta làm thì mới biết gạo đó là gạo gì. Chứ còn nếu mà chúng ta mua ở ngoài chợ thì không chắc, thì chúng ta không biết nguồn gốc của nó, chúng ta chỉ biết qua bạn hàng thì chưa chắc là gạo đó nó tốt. Cho nên mặc dù gạo huyết rồng là cái gạo lúa mùa, nhưng mà nếu họ sử dụng phân hóa học thuốc trừ sâu thì nó cũng không thành tốt. Đó là điều chúng ta phải biết thêm, chứ không phải gạo huyết rồng là số 1. Có những gạo khác nó cũng tốt hơn gạo huyết rồng, lý do là nó không sử dụng phân hóa học thuốc trừ sâu. Ví dụ như gạo lúa nước ở miền Tây thì nó không sử dụng phân gì được. Lúa lên 2 tấc rồi nước lên hoài, lên tới 4-5 mét vậy, đâu ai rải phân xịt thuốc gì. Rầy vừa đeo sống nó tạt ngang cái rầy trôi mất, sâu trôi mất, đâu cần xịt thuốc rồi. Rồi tới hồi mà nước rút cạn nó sập xuống một cái người ta gặt, thì vậy là không có phân hóa học thuốc trừ sâu. Mặc dù gạo đó không ngon nhưng mà chúng ta ăn tốt, có thể nó tốt hơn rạo huyết rồng. Chỉ trừ rạo huyết rồng mà không có phân thuốc thì chúng ta mới có thể ăn tốt thôi. Bột sắn dây thì uống với tamari mà ngâm tỏi thì nó hơi bị tanh, khó uống, uống tamari thường thôi. Đồ ăn cúng thí cho heo ăn có được không? Còn nếu bỏ thùng rác có tội không thưa thầy? Thưa thầy, mỗi buổi sáng con thức sớm khoảng 4:30 lễ Phật, tinh thần con rất được sáng suốt, tỉnh táo, trong người thường hay quẩy quẩy, mệt mỏi kéo dài cho đến suốt ngày và thường hay quên, xin thầy quan hỷ chỉ dạy. Cái đồ ăn hôm trước mình nói đi nói lại nhiều lần, cái đồ đã cúng rồi á thì nó đã mất cái nhựa sống rồi,
cúng rồi nó đã mất nhựa sống. Mà nhựa sống đó đó là chất liệu để nuôi phần não bộ. Cho nên nếu mà ai ăn thường xuyên đồ cúng là một thời gian đầu óc không còn bình tĩnh nữa, tại vì những cái chất để nuôi phần não bộ nó hết rồi. Nó còn một số chất bổ để nuôi phần dưới nhưng phần não bộ đã hết. Cái năng lượng khí đó nó bồi bổ não. Thì nếu mình nuôi thú vật mà mình cho nó ăn thường xuyên đồ cúng thì nó sẽ ba trợn lên, nó quậy. Nên thôi thì mình đem đi bỏ. Nhưng mà mình bỏ đừng có bao giờ còn ý nghĩ là mình dư mình đi đổ. Dẹp ý nghĩ đó đi. Nhưng mà lúc mình đem đi bỏ thì mình nghĩ là cái đồ ăn này mình mời một số chúng sanh khác ăn. Vậy thôi. Chứ mình không phải là đồ thừa đi đổ. Không phải ở đây mình chạy tội, nhưng mà đó là sự thật. Mình đổ ra mình không mời thì di trùng nó cũng ăn, đúng không? Mình không mời thì kiến nó cũng ăn. Mình không mời thì một số con khác nó cũng ăn. Thì thôi mình lên tiếng mình mời. Vậy thôi, đơn giản là chúng ta mời. Chúng ta mời, đừng có cái tâm mà nghĩ rằng đây là đồ thừa thải mình đem đi đổ bỏ, đừng có phí của. Có cái tâm mà đi đổ bỏ tức là mình đã có phí của thì mình mới bị tội. Còn mình đem đi cho những người khác ăn, vì cái này mình ăn không được, cái loài này ăn không được, nhưng mà loài khác ăn được thì chúng ta mời cái loài ăn được ăn thì nó không tội. Còn chúng ta nghĩ là đồ dư mình đi đổ bỏ thì mình bị tội. Đó là cái điều chúng ta phải hiểu để mình phá vỡ cái tâm mà khi mình đem đồ cúng đi đổ bên ngoài. Hiểu không? Khi chúng ta đổ thì chúng ta nghĩ là cái đồ này sẽ đến cho tất cả những cái loài thiếu đói ăn. Thiếu đói không biết là loài nào, nhưng mà mời mọc họ tới ăn. Chúng sanh, côn trùng, kiến, con gì đó ăn được thì cứ ăn. Chúng ta mời, mở tâm chúng ta ra để mời thì không có tội mà còn có phước nữa. Tại vì thay vì một mình ăn mà mình đổ một chén đó là hàng triệu triệu con kiến, con vi trùng ăn. Tức là có rất là nhiều cái loài thiếu đói nó được nhờ cái phần đó của mình. Thì mình thêm phước chứ không có thêm tội. Còn cái chuyện mà ngủ thức dậy tới 4 giờ tới 4 rưỡi thì ngủ cũng hơi bị trễ rồi đó. 4 giờ thức dậy là hơi trễ rồi. Đáng lẽ hôm rồi mình có giảng trong băng, mình nói cái giờ dần giờ mẹo, tức là giờ dần là bắt đầu từ 3 giờ. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta không thể thức nổi giờ đó thì 4 giờ cũng được. Giờ đó chúng ta nên thức dậy hoạt động đi, để làm dương hóa gia đình mình lên, dương hóa cơ thể mình lên. Vì lúc đó là dương khí của trời đất tự động bắt đầu được hình thành. Mặt trời bắt đầu hiện ra thì dương khí bắt đầu có. Mà chúng ta nằm một chỗ thì chúng ta không hấp thu, do này chúng ta không có dương lực, không có dương khí. Vì vậy mà sáng chúng ta thức sớm giờ đó để chúng ta hấp thu được cái khí trời đất thì tốt hơn là chúng ta ngủ trễ. Ngày nào ngủ nướng thì cái cơ hội may mắn sẽ trôi qua với mình nhiều. Thức dậy sớm thì có nhiều chuyện hay. Hôm trước tôi nói rồi, một là quý vị thức dậy trong giờ đó, quý vị chỉ cần bật học quẹt chứ quý vị đốt cây nhang thôi. Quý vị đánh 3 tiếng chuông trên bàn Phật thôi là nó phá hết âm khí cả một cái đêm dài đó rồi. Còn nếu tốt hơn nữa là chúng ta bật cái lò lên, chúng ta nấu ấm nước, mời ông xã dậy uống trà. Đó thì vậy nè, ban đêm mà trong cái giờ dần giờ mẹo, nếu chúng ta đốt bếp được, chúng ta đốt lò được, chúng ta đốt lửa lên được, hoặc là một đêm thức dậy chúng ta đốt đèn gì đó, thì nó sẽ đốt được cái âm khí cả một đêm dài, khiến cho gia đình chúng ta được dương hóa lên. Thì ra chúng ta thường thấy mấy cái chỗ nào mà họ nấu nướng, họ thức khuya 3 giờ thức dậy họ nấu thì đương nhiên là họ bán đắt. Nên là bí quyết buôn bán, mốt ai bán có lời phải chia 10%. Cái chuyện mà kéo dài mệt mỏi thì một là chúng ta sức khỏe bị kém. Chúng ta sức khỏe bị kém cho nên chúng ta thấy giả dưỡi. Còn không kém là chúng ta đã ăn trái cây hoặc ăn đường hoặc ăn đồ âm nhiều quá thì trong người giả dưỡi kéo dài. Sao khỏe được? Mới vừa khỏe khỏe tỉnh tỉnh sáng cái là sáng đó ăn tô cháo lòng rồi. Cháo lòng rất là âm, ai ăn mặn thì làm ơn đừng ăn cháo lòng buổi sáng dùm nha. Cháo lòng rất là âm, đây là sự thật. Đây, cái ruột nó rỗng á, tất cả những đồ rỗng đều đi nấu cháo lòng hết á. Con heo là con rất là âm rồi, mà ruột nó rỗng nữa thì nó âm nữa, âm dữ nhất của con heo. Mình ăn mấy đó là đương nhiên là cơ thể bị rất là âm. Cho nên buổi sáng ăn gì ăn chứ đừng ăn cháo lòng. Mà hồi trước mình đã nói là ăn từ dương tới âm, có nghĩa là buổi sáng chúng ta lựa cái món gì dương chúng ta ăn. Ông bà mình dạy là sơ nhật bất tảo quả, là sáng sớm không được ăn trái cây. Nhưng mà có nhiều người mới sáng là đã ăn trái cây rồi, mà trái cây không chịu để bình thường còn bỏ tủ lạnh cả đêm, sáng là lạc ra ăn nữa. Thành ra chúng ta ăn những cái loại mà cái độ âm đó khiến cho cơ thể cả một ngày giả dưỡi. Cái đó là cái lỗi ở mình. Bây giờ xét lại những cái đồ nào mà thật sự âm
Nhiều khi ăn sáng có một miếng rồi uống một cối nước đá là cái gì xong rồi. Thì nguyên ngày đó cái bao tử chúng ta bị âm quá, ngay từ cái phút mà chúng ta sinh hoạt buổi sáng là tự làm cho mình âm xuống, thì cả ngày đó chúng ta bị quẩy quẩy. Cho nên muốn mà một ngày chúng ta được hưng phấn thì buộc buổi sáng chúng ta phải đừng có ăn cái đồ âm, đừng có ăn đồ nước nhiều, cố gắng ăn cái đồ dương thì trong ngày chúng ta sẽ hưng phấn suốt lên. Con thường bị ngứa, nổi mề đay, xin hỏi thầy cách chữa bệnh này. Con thường xuyên bị táo bón, con khi mệt muốn cảm hay bị động kinh có giật mà cạo gió thì hết. Bị viêm gan mãn tính, men gan cao, con bị viêm mũi dị ứng, xin hỏi thầy cách chữa bệnh. Một kho bệnh luôn. Bị ngứa nổi mề đay thì nó có từ trong máu chứ không phải từ bên ngoài đâu. Cho nên nếu chúng ta ăn uống mà chúng ta khéo léo thì cái độc nó sẽ ra. Chúng ta như hồi nãy nói vừa ăn số 7 mà vừa tối uống thêm cái bột sắn dây thì nó sẽ tống độc ra nhanh, thì cái bệnh ngứa nó sẽ khỏi nhanh. Và táo bón thì do đường ruột thôi, nếu chúng ta ăn uống đúng thì đường ruột sẽ bình thường trở lại. Nếu ăn số 7 thì một là chúng ta 2 tiếng đồng hồ ăn thêm một muỗng cà phê muối mè, trước khi đi ngủ ăn 4 muỗng. Nếu mà không hết thì sáng hôm sau chúng ta phải uống 2 muỗng dầu mè. Đang ăn số 7 mà bị bón thì ăn số 7 thì nó sẽ giải quyết được cái cảm và cái co giật. Nếu trường hợp mà chúng ta chưa ăn cái số 7 mà chúng ta bị co giật á, co giật thì chúng ta có thể nói người nhà khuấy một chén bột sắn dây uống với tamari hết liền tại chỗ. Khỏi cần làm thêm cái gì mất công lắm. Ăn số 7 thì cái men gan nó mới giảm được, tức là ăn không gạo lứt muối mè thôi, uống trà gạo lứt rang. Nếu trường hợp có viêm mũi dị ứng thì ăn này hết. Còn viêm xoang nặng thì buộc phải đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái xoang. Bị thiếu máu cơ tim, cholesterol cao, huyết áp, cột sống gai L3, L4, chụp hình 10, tê tay chân, gót chân khi di chuyển đau. Có cần di chuyển đau là có gai hay là... Một là trường hợp gót chân bị gai di chuyển đau, hai là trường hợp chúng ta đau tim, chúng ta đau gót chân là phải kiểm tra gót chân lại. Nếu mà không phải là gai thì là cái chứng từ tim. Chứng từ tim, thiếu máu cơ tim thì là thốn gót chân là nó cũng đúng chứ không có sai đâu. Những người này thì nên ăn gạo lứt muối mè, ăn gạo lứt rang buổi chiều, đắp nước gừng dán cao vai sọ ở cái chỗ gai đó, ở chỗ gai. Còn tê tay tê chân thì ăn gạo lứt muối mè tự động hết rồi, khỏi thêm gì đâu. Bệnh máu có mỡ, thường có vết bầm, thường bị chóng mặt, bệnh bú cổ, bị u độc, gan men cao hơn so với bình thường 45-47, đau nhức các khớp tay chân và tê. Máu có mỡ thì 4 tuần số 7 là xong. Chúng ta bị những cái bị vỡ tĩnh mạch đó. Thường thường những người ăn uống đồ âm nào đó, cái số có một số tĩnh mạch nó bị nghẽn, không có máu lưu thông, vỡ ra bị bầm da. Này bình thường nếu mà chúng ta một là đắp nó gần sẽ cái cà phê sọ, hai là chúng ta ăn số 7 thì chuyện này sẽ không tiếp tục nữa. Nhưng mà còn lỡ còn những cái vết bầm á thì chúng ta làm cái dầu mè gừng á, tức là lấy củ gừng tươi chúng ta dắt muỗng nước cốt, muỗng dầu mè, lắc đều sức lên đó, chúng ta dỗ dỗ mạnh cho nó tan máu đó. Hoặc là đắp nước gừng dán cà phê sọ thì nó cũng tan. Bú cổ thì hồi trước chúng ta có chỉ cách ăn gạo lứt muối mè, nhưng mà phải đắp nước gừng dán cà phê sọ khối u, hoặc là chúng ta lăn cái trái đu đủ, chúng ta nướng trái đu đủ nóng, chúng ta lăn lăn rồi cái nướng nóng, lăn nguội cái nướng nóng lại lăn, lăn liên tục 7 lần mỗi một cái đợt, chúng ta lăn 7 lần, lăn liên tục cả tháng mấy trở lên như vậy thì khối u nó sẽ tan từ từ. Men gan cao thì chỉ cần ăn gạo lứt muối mè. Và những người bị men gan cao thì chúng ta nên uống thêm cái nước lá gai. Lá gai là cái cây lá gai mà người ta nói nấu bánh ít lá gai á. Cái ở ngoài cái cây bưởi chúng tôi có một bụi lá gai mà. Chút ra coi lấy cái mẫu đó, cái lá giống hình trái tim mà nó có lông, một mặt xanh, mặt móc móc. Thì lấy lá gai đó chặt. Đáng lý là chúng ta lấy lá gai đó trong tháng giêng tháng 2. Bây giờ trễ rồi thôi kệ, nó cũng phải gắng lấy luôn. Lấy nó về cái mình chặt ra mình phơi khô, sao vàng khử thổ, mỗi ngày uống khoảng 100 gram lá gai, khoảng 30 gram cây chó đẻ.
Chúng ta nấu lần đầu tiên 3 chén nước, sắc lại còn 8 phần, uống nước đầu trước 6 giờ sáng. Sau đó là chúng ta nấu 1 lít rưỡi nước, sắc lại còn 3 xị, uống suốt ngày. Nha, cái bệnh liên quan tới gan là chúng ta nên thêm cái đó một chút. Người bị đau nhức khớp tay chân và tê thì đơn giản là số 7 là xong. Buổi chiều ăn gạo lứt rang, bị nhức khớp buổi chiều ăn gạo lứt rang mới hết nhức. Và uống nước trà gạo lứt rang hoặc là trà 3 năm cũng được, mỗi ngày 3 xị. Viêm gan CVB, u sơ tử cung, ghẻ ngứa các ngón chân. Thỉnh kinh về nghe cho rõ. Kinh mà nghe cái văn phương pháp dưỡng sinh. Bị u sơ tử cung thì trước mắt là chúng ta phải ngâm cây cải trong băng, hình như băng dưỡng sinh tôi có chỉ rồi ha. Cố gắng nghe băng để nghe lại cái bài ngâm á. Ngâm cái cây cải sậy, tức là cái cải mà làm dưa á. Nấu 2 ký cải, 1 nắm muối, 4 lít nước. Nấu cho chín cải, đổ ra thau, để cho nguội ngồi vệt ngâm. Ngâm lấy mền phủ ở trên. Buổi chiều trước khi tắm hoặc là tối trước khi đi ngủ 1 lần. Viêm gan CVB thì cũng phải ăn số 7 thôi. Và uống nước như nãy nói đó. Gã ngứa các ngón chân thì có khi là chúng ta, một là chúng ta sức dầu mè lên rồi trét cái bột denti á, trét bột denti lên. Bột denti mà cái loại trị bệnh á, chứ không phải là loại súc miệng á. Sạn thận đau ngang thắt lưng. Ngày nào sạn thận thì làm thuốc ra tôi cho trộn cho uống thì hết. Vì cổ lên đầu là sao không hiểu. Còn nếu bị đau thắt lưng thì một là đắp nước gừng dán cái phai sọ, hai là nằm cái cây xương rồng ba khía. Cái xương rồng mà người ta treo ở cửa nhà mấy ngày mùng 5 tháng 5 á, là ba khía mà thân nó láng vì sắc một đoạn khoảng 3 tấc, sắc mỏng 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 vậy. Cái rang 1 ký muối cho hết nổ, chúng ta đổ rồi chúng ta gom đóng muối lại, cái bắt đầu sắp cái xương rồng đầy đó, phủ cái khăn ngang nằm lên. Đau thắt ngang lưng 3 lần sẽ hết. Cụp lưng luôn chúng ta cũng nằm cái đó hết đó nha. Thay đổi vỏ bọc sỏi cơ sở 2 ở vú. Thay đổi vỏ bọc sợi, vỏ bọc sợi cơ 2. Nới thị phình, đau thần kinh tọa, đau bao tử, rối loạn thần kinh, đau nhức xương. Cái người mà bị đau ở vú thì cố gắng ăn số 7 và đắp nước gừng dán cà phê sọ. Cái này chỉ cần đắp nước gừng dán cà phê sọ thôi. Ăn số 7, uống trà gạo lứt rang mỗi ngày 2 nắm, 3 xị nước. Đau thần kinh tọa và đau bao tử, rối loạn thần kinh, đau nhức xương. Thần kinh tọa thì cũng phải ăn thêm tương tỏi buổi chiều. Một ngày phải ăn 3 muỗng cà phê tỏi, tỏi xay nhuyễn ấy chứ. Từ 3 tới 4 muỗng cà phê thôi. Ăn gâm lứt muối mè, uống trà 3 năm được rồi. Lối rối loạn thần kinh thì nhai kỹ một thời gian nó sẽ ổn định lại. Nhức xương thì buổi chiều phải ăn thêm gạo lứt rang, tức là buổi sáng buổi trưa ăn cơm lứt muối mè, chiều ăn cơm rang. Cơm rang là cái bài cơm rang tôi chỉ sau đó là chúng ta nấu thành cơm rồi phơi 2-3 nắng cho nó thiệt khô. Tức là nấu cơm mình ăn thì mình không ăn, mình đem đi phơi. Đem đi phơi rồi cho nó thiệt khô 2-3 nắng thì nó đem vô rang cho nó giòn. Ăn thì nó sẽ giòn hơn, còn nấu cái cách mà trước nó sẽ cứng, khó ăn. Viên son đau khớp, gây cột sống, đau bụng. Xoan này xoan sàn, xoan trán. Nếu xoan trán thì đắp nước gừng dán cà phê sọ nó sẽ hết. Đau khớp thì buổi chiều ăn gạo lứt rang rồi ha. Đau cặp sống thì chúng ta đắp nước gừng dán cà phê sọ là nó tan à. Ăn số 7 kỹ thì đau bụng nó sẽ hết. Gan nhiễm mỡ, đau đầu gối hay nổi dị ứng, mắt mờ, chiều hay chóng váng. Nhiễm mỡ thì dễ rồi, số 7 từ 4 tuần thôi. Đầu gối nếu mà đau kiểm tra kỹ là nếu đau khớp là chúng ta phải ăn gạo rang buổi chiều, đắp nước gừng dán cà phê sọ đầu gối. Nổi dị ứng hồi nãy mình nói rồi đó, buổi tối nên ăn bột sắn dây trùm mền cho nó ra. Mắt chúng ta yếu thì có khi cái thận không tốt. Cái này thì chúng ta nên gan cái gạo lứt và đậu đỏ trộn đều với nhau. Ví dụ như 1 ký gạo lứt, 1 ký đậu đỏ, chúng ta lấy ra mỗi ngày 3 nắm nấu 3 xị nước uống. Nó phục hồi thận lại thì mắt có thể nó sáng lại. Hai lòng bàn tay hay bị bốc quả, giấc ngủ chập chàng, nửa tỉnh nửa mê hay bị mơ. Này ăn trái cây nhiều ít vậy ta?
ngủ nằm mộng là hay ăn trái cây vậy lắm. Cái này chúng ta bỏ ăn trái cây, bỏ ăn trái cây từ từ nó cũng hết, còn nếu không là chúng ta ăn số 7 thì hết liền, khỏi có bàn nhiều mấy cái bệnh này thì dễ rồi. Ăn lứt với mè, uống trà 3 năm, mỗi ngày 3 xị nước được rồi. Chúng con ước mơ chùa Long Hương có được một tường rào, một cổng tam quan vững chắc. Xin phép Thầy cho chúng con thành lập xây dựng tích thiểu thành đa, đông tay dỗ nên kêu để chùa Long Hương và nội Phật Pháp Long Hương độ chúng sanh quy tụ ngày đông hơn. Một căn tin nho nhỏ để trung tâm thực dưỡng giao lưu các vật thực cung cấp cho chúng con và những người mới mẻ với phương pháp dưỡng sinh, tìm kiếm mua rất khó khăn, không có phương tiện xa, đi lại không biết đường, địa chỉ nhờ vài cảm thấy rất áy náy. Kính xin Thầy hoa sen biểu tượng cho sự thanh cao và lắm đặc thù trong Phật giáo cao, thấy chỉ Phật và Bồ Tát ngồi tòa sen. Ngày nay người phàm hoặc chư tăng có thể ngồi tòa sen để thuyết pháp, đọc kinh, tụng chú không? Con đã thấy ở ngoài miền Trung có một vị ngồi như thế, xin Thầy giải thích cho con. cái việc xây dựng chùa thì khi nào đủ duyên tự nó thành. Phật tử có lòng thì tôi rất là cảm ơn, nhưng mà tới lúc đủ duyên tự động có người xây dựng. Mặc dù rất là muốn nhưng mà chưa đủ duyên chúng ta cũng chưa làm được đâu. Còn tại vì nó như thế này, cái thứ nhất là cái thời gian chúng tôi không có. Thứ hai là nếu mà có mở căn tin buôn bán phải xin phép chính quyền. Thì chúng ta mở buôn bán kinh doanh đó, thì chúng ta mới mở căn tin được. Điều đó là cũng còn lệ thuộc ở hành chánh, để sau này có đủ điều kiện rồi chúng ta sẽ thực hiện. Còn cái vị thích ngồi bông sen tại ông thích ngồi thôi. Chứ không phải Phật Bồ Tát gì đâu. Phật Bồ Tát ngồi đâu bông sen nở đó, còn mình tạo bông sen mình ngồi thì không phải rồi. Má con bị bệnh gan nhiễm mỡ. Nếu mà gan nhiễm mỡ mà lớn tuổi quá thì chúng ta chỉ thoái ăn rộng, nhưng mà trong phần ăn cố gắng trộn muối mè, hoặc là chúng ta sử dụng dầu mè trong bữa ăn đó, thì nó sẽ khử được cholesterol. Nếu mà ăn được số 7 thì tuyệt vời rồi. Ăn được số 7 thì hết nhanh. Con bị bệnh sỏi mật, hàng ngày ăn rau ngổ một bữa được không, hay phải ăn 3 bữa trong ngày? Luộc rau chấm tương tỏi 3 năm và uống nước rau luộc, hay là chỉ ăn rau luộc? Cái rau ngổ này chấm tương tỏi thì một ngày chúng ta ăn một nắm thôi. Luộc ít nước chúng ta có thể uống nước đó cũng được, bỏ nước đó hơi uổng. Nhưng mà nên nhớ là rửa rau rồi chúng ta phải ngâm nước muối cho đàng hoàng, để cái nước rau luộc chúng ta uống nó không bị độc. Hiện nay báo chí đang thông tin việc ăn nước tương bị ung thư, vậy ăn nước tương tỏi tamari 3 năm mua tại Đoàn Văn Bơ quận 4 ăn có bị không? Thật ra nếu mà nước tương không sử dụng quá chắc thì nó sẽ không gây bệnh ung thư. Nói vậy cho nó có những cái điều như thế này chúng ta đang lo ngại, là nó có cái loại gây meo. Có những cái loại meo thuần chủng là loại meo tạp khi làm nước tương. Nếu mà ở cái chỗ bán dưỡng sinh nào mà họ tạo được meo tốt á, thì nước tương nó tốt. Đây không có cái gì nó tạo cái màu meo. Vì để tưởng tượng cái meo thuần chủng nó xanh xanh gần giống như cái ở dưới sen của cái đèn cầy. Cái màu nó giống như cái màu két á. Tức là đầu tiên một cái người làm tương tamari phải có một cái meo của nó. Làm tương nào nó có cái meo riêng của nó. Nhưng mà tất cả những cái meo để gây tương là một cái loại meo nó ra cái màu mà giống như lá mạ non. Nó móc móc giống như lá mạ non. Thì buổi đầu, ngày đầu tiên nếu mà chúng ta gặp meo đó, chúng ta thấy cái lúc mà gây á, thì đem
có những cái loại meo mà chúng ta nuôi trong ống nghiệm, meo thuần chủng nuôi trong ống nghiệm thì nó sống được 6 tháng. Nhưng mà khi chúng ta cấy ra cơm để chuẩn bị mà vô tương á, thì nó sống được trong 1 tuần. Và cái lúc meo già là cái lúc nó nổi cái màu meo nó giống như là cái màu lông con két hoặc là cái màu lá mạ mà non mà nó vừa chuyển màu. Thì màu đó là màu dương. Màu dương của meo thôi nha, chúng ta không nói là âm dương theo cái màu kia. Thì kỳ rồi chúng tôi có giải thích cái màu, có một người hỏi màu cái màu mốc đỏ đó, màu mốc màu cam của chúng ta thấy trái bắp ra ngoài mấy ngày chúng ta thấy mốc đó, mốc độc đó nha. Mốc là thuộc mốc độc rồi. Mốc đó mà gây tương ăn nguy hiểm đó. Mà chúng tôi biết có một số người ăn dưỡng sinh đang làm, một người ăn dưỡng sinh cho tới 30 năm rồi mà vẫn vi phạm cái điều này, tôi không hiểu tại sao. Hôm trước ổng đem xuống ổng cho tôi cái hũ đó, nói thầy lấy cái móc này để thầy làm tương. Tôi lắc đầu thôi, tại vì hiểu về âm dương là cái từ màu đỏ tới màu vàng cam mà tới màu vàng á, từ dương tới âm thì ổng nghĩ là cái màu cam đó là màu dương. Cho nên ổng đem ở đó không đi làm tương. Cho nên cái màu mốc đúng của để làm tương đó là cái màu mốc màu xanh lá mạ, màu xanh lá mạ non nó chuyển qua già. Chúng ta không thể diễn tả được. Để sau này thực hiện cái băng mà chúng ta quay về cái phương pháp nấu nướng rồi đó, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái màu đó trên phim. Nghĩa là khi mà chúng tôi gây meo, chúng tôi làm meo để làm tương tamari, hoặc là khi mà ủ tương để nó lên meo, hoặc là cái meo thuần chủng từ trong ống nghiệm rồi đó, chúng ta sẽ quay hết tình trự 4 cái màu đó. Để quý vị có thể thấy trên phim, chứ còn giờ diễn tả thì cũng khó. Mà thật sự những người chuyên môn, những người chuyên môn họ mới nhận ra cái màu meo đó. Lúc làm tương gây meo nó phức tạp lắm, tại vì trong một cái dĩa meo của mình gây ra vậy, nó có một hai chỗ meo tạp, nó khác màu thì phải biết lấy cái đó ra. Chứ nếu không lấy nó ra mà trộn trong cái xịa tương là nó hư luôn cái xịa tương đó. Thứ hai nữa là nó đúng ra làm nước tương nó phải có một cái lò, một cái nhà riêng để cấy meo. Nhà đó là người bình thường không thể đi được, đi vô được. Mấy cô ăn bắp, mấy cô đi ngang, meo người ta tạp hết liền. Thành ra cái giữ meo nó rất là khó. Vì cái nước tương của đoàn Văn Bơ thì có mấy lần chúng tôi biết là cũng có tự làm, cũng có lấy từ ở Thường Chiếu. Những lò Thường Chiếu thì cũng tương đối, cái chuẩn meo của Thường Chiếu cũng tương đối chấp nhận được. Con bị chứng đau khớp, tiểu đường, viêm xoang ăn số 7 đến nay đã 48 ngày. Những triệu chứng trên đã khỏi, nhưng sao hôm nay con bị đau từ chấn thủy xuống gần đến rúng như thế, con có phải đắp nước gừng và dán cà phê sò không? Con trước uống nước đậu đỏ, nhưng hôm nay con uống nước trà hay là đậu đỏ? Nếu mà tiểu đường hết này, nếu mà chúng ta uống nước đậu đỏ giữ cái lượng đường không cho nó lên lại, còn nó bị tức, có khi nó uất khí, chúng ta có thể đắp nước gừng dán cà phê sọ, một ngày hai ngày nó tan liền. Cái đó thì không có gì để nói. U nang cả hai buồng trứng loại 2, nhân sơ tử cung và đa nang cả hai ngực. Xin thầy cái thức ăn là lớp mứa mè để chữa bệnh, và khi ăn con bị táo bón không đi ngoài được, con phải làm thế nào để có cách chữa trị đúng, mong thầy chỉ bảo. Dễ sợ ha, bị buồng trứng là cả ngực luôn. Hồi nãy mình chỉ người u nang buồng trứng phải ngâm nước cải rồi đắp nước gừng dán cà vai sọ ở cái phần bụng dưới rồi, và nếu có trên ngực thì cũng phải đắp nước gừng dán cà vai sọ ở ngực luôn. Nếu tìm được, nếu có quen ai ở Đà Lạt mà chúng ta tìm được cái cây bồ công anh á, cây bồ công anh thì chúng ta đâm cái lá cây bồ công anh chúng ta uống, rồi cái xác chúng ta đắp lên ngực thì nó sẽ tan khối u nhanh. Và một điều nữa là nếu quý vị có sử dụng tới cái trinh nữ hoàng cung thì nghe cách làm này nha. Một ngày chúng ta chỉ sử dụng được một lá duy nhất mà thôi, và uống sau khi ăn cơm no, chứ uống bụng đói nó sẽ quậy. Và cái điều thứ ba nữa là gì? Chúng ta chỉ được quyền chưng cách thủy. Chúng ta có một cái nồi to, chúng ta đỏ cái nồi đất, hoặc là cái chén, hoặc là cái thố gì ở trong nồi đó đó. Thì chúng ta chụm lên trong cái lá đó là không được đụng tới kim loại. Sử dụng tinh tử hoàng cung là chúng ta ngắt bằng tay, lấy cái dao tre hoặc là cái gì đó, chứ không được quyền đụng kim loại. Nhớ nha, đụng kim loại không còn tác dụng nữa, trị cho tất cả các khối u của chúng ta. Và phải kiên trì uống lâu lắm, cả năm nó mới hết lần. Nhưng mà nó hết á. Và cái cách chưng như thế này, chúng ta chưng độ 5-10 phút thì chúng ta lấy cái nắp nồi á, chúng ta nghiêng cái mồ hôi nắp nồi, nó nhiễu được nhiều thì nhiễu, rồi nấu một hồi nữa,
nấu hồi nữa cái chúng ta lấy cái nắp nồi chúng ta nghiêng để cho nó nhiễu vô cái chén mà chúng ta đựng tinh nữ hoàng cung á, rồi nấu hồi nữa chúng ta lấy nắp nồi chúng ta nghiêng lần thứ ba thôi, được nhiều nước uống nhiều chừng muỗng cà phê cũng được, chúng ta uống nước đó, nhớ là uống sau bữa ăn. Tinh nữ hoàng cung một lá duy nhất, không sử dụng kim loại, và chân cách thủy chỉ lấy cái mồ hôi của tinh nắp nồi chắc vô chứ không được đổ nước lạnh. Đó là những điều chúng ta phải biết của cái người sử dụng trinh nữ hoàng cung. Đương nhiên là ăn lứt muối mè rồi, nhưng mà chúng ta ăn lứt muối mè thì trong băng có chỉ cách ăn số 7, cố gắng kiếm băng phương pháp dưỡng sinh nghe. Bón thì 2 tiếng đồng hồ nhai một muỗng cà phê muối mè. Trong lúc ăn muối mè bị bón hay là ăn muối mè bị bón hả? Hồi nãy nói rồi là 2 tiếng đồng hồ chúng ta nhai muỗng cà phê muối mè, tối trước khi đi ngủ nhai 4 muỗng. Nếu không đi thì sáng hôm sau phải uống dầu mè 2 muỗng canh. 3 năm nay con đi cầu không bình thường, con có lúc màu nâu, có lúc màu hơi phân trắng, mông bị lồi, bị trĩ ngoại rồi, rác hậu môn là bị trĩ ngoại rồi đó nha. Đôi mắt thường hay bị viêm đỏ và lăng quăng chảy nước mắt thường xuyên, kính xin thầy chỉ dạy cho con ăn uống như thế nào. Cái mắt đỏ này nhỏ dầu mè lâu năm và bị đường ruột thì chúng ta buộc phải ăn gà lứt muối mè thôi, chứ ngoài ra khó có cách nào có thể trị hết bệnh đường ruột này. Ăn gà lứt muối mè uống trà 3 năm, mỗi ngày 3 xị nước 15 lá trà, đói bụng thì ăn cơm lứt muối mè. Tuổi từ 40 trở lên là chúng ta có thể ăn một muối 14 mè, dưới tuổi 40 từ 20 tới 40 thì một muối 12 mè. Quý vị gán nghe băng phương pháp dưỡng sinh để coi cái phân lượng muối mè để mình ăn. Cho con xin một ít tỏi ngâm tương vì con có đến 221 ngôi gia tự nhưng ở đây đã hết tỏi ngâm tương rồi. Kính cảm ơn con đức thầy. Ở đây còn nguyên một trang nữa, họ chịu khó bật dùm cái đèn phía bên sau lên dùm. Con bị bệnh cao huyết áp, thiếu máu cơ tim, mỡ trong máu và tê hai tay chân, con đều bị tây y, con điều trị tây y đã 12 năm nay, bệnh chỉ ổn định nhưng chưa hết hẳn, nhưng những năm gần đây bị rối loạn tuần hoàn não, hôm nay chóng mặt và nhức đầu. Cách này một tháng con có đến đây được thầy dạy cho ăn số 7 và tỏi ngâm tương, uống trà lứt đậu đỏ và không dùng thuốc. Con đã áp dụng đến nay đúng một tháng và con đã sụt 4 kg. Hiện tại con vẫn còn chóng mặt, nhức đầu, khi có nhẹ hơn trước, con hay đau vùng trước ngực trái và tê hai tay. Thầy hướng dẫn cho con ăn uống những ngày tháng kế tiếp. Bây giờ mỗi tối phải ăn thêm một muỗng canh bột sắn dây với lại nước tương tamari, và kiểm tra lại cách ăn số 7 nên nhai kỹ lại một chút. Đồng thời chúng ta uống nước, từ trước giờ uống nước gì ta? Uống trà 3 năm, giờ đổi lại uống gạo lứt rang. Từ trước giờ là uống trà gạo lứt rang và đậu đỏ. Được rồi, uống trà gạo lứt rang đậu đỏ được rồi, khỏi đổi. Nhưng chỉ buổi tối thêm muỗng canh gạo lứt, muỗng canh bột sắn dây với muỗng cà phê tương tamari. Và cố gắng tìm ở đoàn văn bơ có tương tỏi không, chứ chùa Long Hương cũng hết luôn rồi. 200 kg tỏi mở cửa chưa đầy nửa tháng. Chân Nguyên là cái gì ở Kha Dạng Cân á. 66 gì đó, 95 Võ Thị Sáu. 95 Võ Thị Sáu hả? 95 H Võ Thị Sáu hay gì đó. Con này bị nhức đầu nếu thức khuya nhiều từ 2 đêm trở lên, mỗi lần nhức đầu thì bị đau luôn phía sau cổ, đau cả hai vai đến hai cánh tay, không làm gì bật cầm gì lâu được, và đau luôn hai ngón tay cái, co ra bẻ vô không được. Cái này khi mà nhức đầu quá, nếu mà chúng ta chưa ăn kịp số 7 thì nó có hai trường hợp. Một là chúng ta uống bột sắn dây với tương tamari liền, nó sẽ trùm mền cho sức mồ hôi thì bệnh nhức đầu sẽ hết. Thứ hai là chúng ta là nấu một lon nếp trộn với cái lá hành hương hôm trước mình có chỉ rồi đó, bỏ vô cái khăn đắp, đắp chỗ nào đau đắp chỗ đó. Và điều quan trọng là phải ăn gà lứt muối mè. Ăn gà lứt muối mè số 7, uống tương, uống nước trà 3 năm, đắp nước gừng giá con phải sọ ở cái vùng gáy sau thường xuyên 2 tuần lễ. Con đang mang thai có ăn số 7 được không? Người bị cường giáp ăn số 7 được không? Và liều lượng muối mè bao nhiêu? Người 50 tuổi mệt nhiều hay bị hụt hơi, có bị lạnh bàn chân, đau bao tử, trí nhớ kém, thấp khớp, ăn số 7 liều lượng muối mè ra bao nhiêu? Thật ra mang thai mà ăn số 7 thấy ốm ta sợ thôi chứ không có gì. Nhưng mà nên trước tôi có chỉ cái bài TK đó, không biết cái này bao lâu rồi,
Nếu còn sớm thì chúng ta nên bắt đầu bỏ thịt cá để cho đứa bé nó được tốt. Nên ăn chay tinh khiết và thường xuyên sử dụng món tét ca, tức là cái món mà củ ngũ bán, củ sen, củ cải đỏ, củ cải trắng, củ gừng, tương miso và dầu mè. Đó là có cái bài chúng tôi có in trong giấy á. Chỉ cần một món đó thôi, bảo đảm quý vị không điệu, không thiếu chất gì. Và thỉnh thoảng chúng ta ăn thêm một cái số canh rau thì chúng ta được nêm cái món tét ca đó vào. Tức là thay vì nấu với muối thì chúng ta nêm tét ca đấy cho nó ngọt. Ăn một cái số món, thật ra thời gian không có nhiều để chúng ta có thể nói nhiều cái người này, nhưng mà ăn món tét ca thường xuyên thôi cũng đã đủ. Nếu quý vị bỏ được thịt cá thì tốt. Tuyệt đối một người mang thai làm ơn làm phước đừng ăn trái cây, đừng có uống sữa nữa. Sữa không có tốt gì đâu. Món sữa thì thay vì chúng ta uống cái món mà súp củ ngô bán, củ sen, củ cải đỏ, củ cải trắng, bột sắn dây và tương tamari mỗi đêm, nó bổ gấp một bằng một hộp sữa là một lần thôi, chúng ta uống gì nó bổ rồi, không cần phải uống sữa nữa. Nếu mà người mang thai không sử dụng hóa chất, sau này đứa bé nó sẽ rất là thông minh, rất là khỏe. Chúng ta thương con chúng ta thì đừng đụng tới đồ hóa chất nữa, đừng có ăn đường nhiều. Nếu bỏ đường luôn được thì tốt. Đừng có ăn trái cây nữa, đừng có uống nước đá nữa. Đừng có ăn đồ vô chai vô lon. Muốn con chúng ta hiền hậu thì đừng ăn thịt. Để ý là không ăn cái con mà nó không có ngoại cổ qua được á. Ví dụ như con gì, con heo nó đâu có con cổ, nó nhìn qua nhìn lại nó không có con cổ. Con cá đầu nó không có cổ, con tôm ở đầu nó cũng không có cổ. Chúng ta thường hay nói đồ mày cứng đầu. Đầu là do hồi đó mình mang thai, mình ăn những cái loại mà cái đầu nó không nhúc nhích được á. Thay vì người ta ngó qua ngó lại được, nhưng mà nó đi cái nó đi nguyên mình á. Nếu mà chúng ta mang thai ăn mấy loại đó, sanh con cứng đầu cứng cổ khó dạy thì đừng có khóc. Mà cái người ăn huyết nhục trong lúc mang thai á, thì nó sẽ tạo rất là nhiều cái loại tế bào mang thú tính, để sau này đứa bé nó hung tợn mà mình dạy nó không được. Thì đa số những người mang thai nếu mà biết ăn cái loại thực phẩm tốt á, thực phẩm dưỡng sinh á. Chúng tôi hồi trước định làm nhưng mà rồi cuối cùng chúng tôi không có thời gian. Hồi trước chúng tôi khuyến cáo những cái người mang thai thì tới tôi cung cấp đồ ăn. Lúc mà sư huynh tôi còn sống á, nhưng mà ổng chết rồi cái tôi bỏ chương trình đó. Mình tôi là không nổi. Chứ lúc đó là chúng tôi chuẩn bị tương miso, tamari đủ hết mọi cái để cung cấp cho mấy bà mẹ mang thai. Như chúng ta thấy là chúng ta chuẩn bị cho ra đời một cái con người lành mạnh, khỏe khoắn, thông minh. Thì đó là một cái món quà quý của xã hội. Nên cái người mang thai nên kỹ lưỡng từ tinh thần cho tới vật chất. Ở trong băng chúng tôi có nói rồi là khi có con trong dạ thì mẹ phải đi tu, tu hơn ông thầy trong chùa. Từ khi mang thai cho tới khi sanh ra là không được buồn, không được giận, không được phiền não, không được khởi ý niệm xấu với bất kỳ ai. Tu dữ lắm, tu mà giữ cái tâm mình mà đừng có xảy ra những cái chuyện đó là hơi bị khó không? Nhưng phải tu cho được. Nếu tu không được thì con mình, một ý niệm phiền não của mình sẽ sanh ra 300.000 ý niệm phiền não trong tế bào não của đứa bé. Tại vì tiên sinh đã nói là thai nhi ở trong bào thai từ khi hình thành cho tới khi sanh ra tải ra 3 tỷ lần thay đổi. Tức là từ khi còn nhỏ bằng cái đầu cọng tóc mà tới khi sanh ra là mấy kilo thì thay đổi rất là nhiều. Như là trong 9 tháng 10 ngày mà chúng ta sanh đứa bé ra thì 3 tỷ chia cho 300 ngày thì chúng ta ra tới mấy trăm lần, mấy trăm ngàn. Thì một ngày một đêm mà bà mẹ ăn uống đúng và sống đúng thì sẽ bằng mấy trăm ngàn ngày thay đổi ở ngoài. Cho nên mấy bà mẹ mang thai nên để ý điều này. Muốn con mình nó được tốt, cuộc đời mình muốn hạnh phúc với đứa con này thì chúng ta phải dạy, gọi là quá trình thai giáo phải thật sự là kỹ lưỡng. Gia đình phải đùm bọc che chở làm sao để người mang thai đừng bị phiền não, đừng bị khổ đau, đừng bị lo lắng thì đứa bé nó sẽ tốt hơn. Còn cái bệnh cường giáp thì chúng ta ăn số 7 cũng tốt, nhưng phải đắp nước cường giáp cao phai sọ ở cái vùng đó. Nếu lớn tuổi thì hồi nãy nói rồi, lớn tuổi thì có thể 14, 16 mè. Tuổi từ 50 trở lên thì chúng ta có thể ăn từ 14 đến 16 mè. Đau bao tử thì buộc phải nhai nhiều, khi nhai nhiều nó kích hoạt não là trí nhớ chúng ta sẽ phục hồi lại. Còn thấp khớp thì buổi chiều buộc phải ăn gạo lứt rang để nó hút ẩm ra cho mau hết đau. Và đứa bé này mới 3 tuổi bệnh dữ vậy ha. Chúng ta nấu cho nó cái loại cháo gạo lứt, đậu đỏ, hạt sen, bí đỏ và phổ tài để cho đứa bé ăn. Và nếu được làm món tê ca ngon thì nó ăn hai món này là nó sẽ hết. Còn bị ói thì
chúng ta cố gắng lấy cái loại chanh muối, một là chanh muối, hai là mơ muối. Chúng ta có thể sử dụng mơ muối trước đi. Đầu tiên đối với một đứa bé như vậy, chúng ta làm bài thuốc này cho nó uống. Bài thuốc này là bài thuốc cảm nhưng mà có thể cho đứa bé uống luôn được để nó phục hồi. Nó làm tốt là bao tử là lấy 10 lá trà nè, 4 trái mơ muối nè, với một củ gừng bằng ngón chân cái chúng ta, bằng ngón tay cái thôi, chúng ta nướng cho nó cháy rồi nướng cho nó chín rồi bỏ chung cho cái 10 lá trà với 4 trái mơ muối đó, chúng ta nấu chén rưỡi nước sắc lại còn một chén lưng lưng chén vậy đó. Xong rồi chúng ta tán một muỗng bột sắn dây, mới đổ cái nước nóng nó vô, đổ nước nóng của trà nấu với mơ muối với gừng nó vô, khuấy cho chín, đổ thêm nửa muỗng cà phê nước tương tamari, bắt đứa bé ăn trong lúc bụng đói, mặc đồ kính bắt nó ăn ẩm nó, ôm nó cho nó sức mồ hôi, và ba lần như vậy cái bao tử nó sẽ khôi phục lại. Đứa bé này nên cho ăn cháo, ăn cháo lứt cho nó không thể ăn cơm được rồi. Cháo lứt đậu đỏ, hạt sen, bí đỏ thì nó sẽ bổ thoát vị đĩa đệm cột sống, viêm xoang mãn tính. Liên quan tới xương là buộc phải ăn gạo lứt rang buổi chiều để nó khôi phục cái vôi. Rồi viêm xoang thì phải đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái bùng xoang. Nếu xoang mũi thì chúng ta đắp ở mũi, xoang sàn chúng ta đắp ở phần sau. Bị hở van tim 2-3 lá, cái này phải gán kiếm cho ra tương tỏi ăn nha. Mỗi ngày ăn 3 muỗng cà phê tương tỏi, ăn gạo lứt muối mè số 7 nhưng mà ăn thêm 3 muỗng cà phê tương tỏi ha. Rồi chúng ta uống nước trà 3 năm, mỗi ngày uống 3 xị nước, đắp nước gừng dán cà phê sọ ở vùng tim luôn. Sau 49 ngày bệnh tim hết. Thấp khớp các ngón tay thôi, các ngón tay thì ăn số 7, buổi chiều ăn gạo rang là hết. Đục thủy tinh thể ở cái độ mấy rồi? Bị đục thủy tinh thể nè, bị cùm khô và cận thì ăn như thế nào? Nếu mà quên quý vị, tôi nói cái bài nấu cơm này cho nghe, cho đông đông nghe nhớ nha. Có một cái bài chưng cơm cách thủy á, quý vị cố gắng kiếm được nồi áp suất. Chúng ta đổ nước trong nồi áp suất xong rồi lấy cái thố có nắp đậy á, trung bình cái lượng muối thì cũng như cũ thôi, 1 kg gạo là muỗng cà phê muối. Chúng ta bỏ muối thì khoảng một chén, một lon gạo thì hơn một lon nước một chút, 1,2 nước. Rồi đậy nắp nồi áp suất lại, chúng ta chụm mà nó kêu nồi đợt đầu là 15 phút, tắt lửa đi. Tắt lửa xong 25 phút sau bật nấu lại, nó kêu nồi khoảng 5 phút là chúng ta tắt lửa. Để nửa tiếng sau cơm rất là ngon. Thì trường hợp này chúng ta được quyền bỏ cơm gất vô để nó giúp cho mắt tốt á. Thì mỗi ngày chúng ta lấy 4 hạt gất, lấy 4 hạt cơm gất, chúng ta bỏ chung trong cái thố đó luôn. Chúng ta chưng cách thủy thì nó không có dính nồi, nó không có lan ở đâu hết. Giống như chúng ta nấu gất, nấu sôi gất. Thì bây giờ gất chúng ta bỏ vô trong cơm ăn thường xuyên mỗi ngày. Ăn cơm muối mè, nhỏ dầu mè trên mắt. Ăn muối hầm, không nên ăn muối iốt và muối bọt. Một là muối hạt chúng ta gan hết nổ, lấy cái phần nhuyễn chúng ta đâm muối mè, chúng ta ăn. Thường xuyên ăn cơm gất cho tới khi mắt chúng ta tốt lại thôi. Sau khi ăn số 7 muốn qua ăn mặn thì ăn như thế nào để không bị sốc? Má con 85 tuổi bị thoái hóa cột sống cộng loãng xương thì ăn số 7 được không? Ăn số 7 mà muốn qua ăn mặn là chúng ta phải ăn thuần cái đồ ăn trước, đồ ăn chay một đoạn. Rồi chúng ta ăn từ từ, ăn nhữ, món nào chúng ta nhữ một miếng thôi. Ăn từ từ, món nào mà chúng ta thấy bị trở ngại chúng ta đổi món khác. Thì cái người ăn số 7 ăn ra thì tự động mình sẽ biết cân bằng như thế nào, chứ mình ăn mỗi món ăn thì mình biết. Mà mấy lần trước tôi có nói, ví dụ như bây giờ trong lúc mình ăn rộng, mình muốn trưa nay mình ăn canh chua, nhưng mà tự nhiên cái trưa nay trời không nắng, trời chuyển mưa, thậm chí trời mưa luôn, mà mình giờ mình một là mình bỏ nồi canh chua đó, tại vì nó rất là âm, trời âm mà mình ăn canh chua mình dễ bị bệnh. Thì bây giờ thôi mình cũng ăn canh chua nhưng mà ăn ít lại. Thay vì mình ăn chén thì mình ăn nửa chén canh chua thôi. Thì vậy là mình sẽ giữ được cái quân bình cho ngày đó. Tức là người ăn thực dưỡng cố gắng phải linh động như vậy á. Nhưng chúng ta muốn ăn cái món đó nhưng mà ngày đó nó thay đổi khí trời là buộc chúng ta phải thay đổi chế độ. Ví dụ như ngày nay mà chúng ta muốn ăn đồ kho nhưng mà bữa nay nắng quá, khí trời nó dương quá. Với lại cơ thể chúng ta đang dương nữa thì chúng ta bớt đồ kho lại. Chúng ta có thể ăn đồ xào hoặc là chúng ta có thể ăn canh. Tùy thời tiết thì cơ thể chúng ta mà phải linh động chút. Còn bà cụ loãng xương này nếu mà không nhai được gạo lứt rang thì buộc phải rang gạo phấy bột cho bà cụ ăn. Vì lớn tuổi rồi nên ăn cơm lứt hơn là cơm trắng. Cơm lứt nấu cách hồi nãy ngon lắm á. Nấu hồi nãy rồi cái chúng ta phơi khô, chúng ta rang giòn, bắt đầu xay bột cho bà cụ ăn. Loãng xương là ăn trái cây nhiều lắm rồi, một quá trình mấy chục năm ăn trái cây. Chết, chôn và thiêu, cái nào dễ siêu thoát hơn?
gia đình phải để người chết dễ siêu thoát. Con xin cảm ơn thầy. Thật ra siêu hay không do tâm người đó, vì chúng ta chưa có phá vỡ được cái chấp thân á, thì dù có chôn hay là thiêu thì chúng ta vẫn chấp thân, thấy cái thân là nhà cửa của mình. Nếu chôn lấy nhà cửa mình là cái mồ đó, còn nếu thiêu thì cái hũ cốt trở thành cái nhà của mình. Nhưng có điều thiêu là cũng phải nên để qua 3-4 ngày hả thiêu. Vì thiêu mà thân chưa chết hẳn á, thì sẽ bị nổi sân là nguy hiểm. Mà cái thời đại sắp tới chúng ta là chắc là cái bắt buộc phải thiêu nhiều hơn chôn rồi. Do cái quan niệm thấy biết, tức là cái tâm thức tu tập của chúng ta mà nó phá vỡ được tâm cỡ nào thì nó nhẹ chấp cỡ đó thôi. Chứ còn nói thiêu với chôn nó không có quyết định được. Quyết định ở cái thấy biết của mình trong trước cái phút người đó chết á. Người đó chấp nặng về thân thì dù thiêu hay chôn thì họ cũng chấp à, không buông ra được đâu. Còn muốn siêu là phải từ giờ phút này chúng ta phải tu, hãy tu cho tốt. Chúng ta phải bớt phiền não, bớt dính mắc giữa đời này. Đời này chúng ta còn dính ở đâu thì chúng ta còn quay lại. Còn cả trần gian này mình không có chỗ dính thì tự động mình chết mình đi mất, bỏ liền, không quay lại nữa. Không, ai có tiền của đem cho tôi xài bớt đi. Kính bạch thầy, con có tu tập 3 năm, hiện nay mắc chứng bệnh hay quên cùng bệnh loét bao tử. Kính xin thầy chỉ dạy con có ăn theo số 7 hay cách nào? Tu này là tu gì mới được? Cái trường hợp này nếu mà một người tu tập mà ngồi thiền hoặc tụng kinh mà tập trung phần trên một thời gian, nó sẽ bị lạnh bao tử đường ruột, là bị đau bao ruột, là đường ruột bao tử. Thì nếu mà chúng ta có ngồi thiền thì chúng ta nên bắt đầu để ý tập trung ở cái phần dưới rúng giùm để khôi phục lại cái dương lực và ấm bao tử lại. Bao tử nó sẽ giảm đau. Đồng thời nếu ăn gạo lứt muối mè thì nó sẽ hết đau, viêm loét bao tử ăn gạo lứt muối mè hết liền. Mà phải nhai kỹ, viêm mũi sạn trong gan luôn. Bị viêm mũi thì vừa ăn số 7 vừa đắp nước gừng dán cà phê sọ. Còn sạn trong gan chúng ta phải ăn thêm tương tỏi, tỏi ngâm tương lâu năm. Ăn số 7 mà cộng thêm tỏi ngâm tương lâu năm nữa. Và sau khi đắp nước gừng dán cà phê sọ ở mũi hết rồi, đắp ở phần gan, đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái hông bên phải. Tiểu đường 108 thì đâu có gì cao. 108 là ở mức cho phép quá 120 trở lên mới cao. Mật có sạn, thối quá cột sống, viêm mũi và viêm mũi nặng rồi. Nó thì ăn số 7 đắp nước gừng dán cà phê sọ với viêm mũi này, thối quá cột sống thì buổi chiều ăn thêm gạo lứt rang. Này ăn số 7 tiểu đường bị kẹt cái sạn thận này ha. Ủa, có sạn thì chúng ta có thể ăn số 7 nhưng mà chúng ta uống nước đậu đỏ rang. 10 ngày đầu có thể là mỗi ngày chúng ta ăn một nắm rau ngổ luộc chấm với tỏi ngâm tương lâu năm. Buổi chiều ăn gạo lứt rang, buổi sáng, buổi trưa ăn gạo lứt muối mè kèm theo một nắm rau ngổ chấm tương lâu năm. Đắp nước gừng dán cà phê sọ cái dùng mũi để cho nó hết viêm mũi. Ăn số cao huyết áp, ăn số 7 thì không cần uống thuốc đâu. Sạn thận thì quý vị chịu khó kiếm chuối hột, phơi khô, nướng cho chín, xay thành bột. Đêm nay tôi trộn thuốc cho uống, khỏi mổ. Khối u tiền liệt tiến thì quý vị có thể phải chấp nhận ăn chế độ số 7 thôi, chứ không có cách nào khác đâu. Không ăn số 7 thì khối u tiền liệt tiến khó hết. Nó mà bị qua ung thư rồi là nguy hiểm, mất công đi mổ. Rồi hết rồi, có ai thắc mắc vậy? Chúng tôi cho tờ giấy có cách làm ở trong đó. Chao nó âm lắm. Và nói cái bài đó luôn cho nghe, ghi, ai nhớ thì ghi nha. Món tết ca, cái món này rất là bổ, mà quý Phật tử nên biết cái bài này. Tức là cái phân lượng đó nè, giờ ghi nè nha. Củ ngu bán tươi, củ ngu bán tươi là 2 kg. Củ cải đỏ, củ cà rốt đó, 3 kg. Củ sen 2 kg. Củ cải trắng 1 kg. Củ gừng 300 g. Ghi kịp không? Đọc lại nè. Củ ngô bán 2 kg nè, củ cà rốt 3 kg nè, củ sen 2 kg, củ cải trắng 1 kg, củ gừng 300 g. Bài này phải nhớ, bài này là bài gối đầu nằm của dân thực dưỡng á. Rồi tương miso 2 kg, dầu mè 2 lít. Rồi cách làm nè nha. Tức là tất cả các củ xay sinh tố hết, xay cho nhuyễn hết, để cả nước lẫn cái đó, bắt lên bếp xào 3 tiếng đồng hồ trên lửa nhỏ, cho tới khi mà tất cả các nước nó cạn, nó quến lại, mà nó đừng có khét nha chứ, đừng có để cho nó khét. Lúc đó bắt đầu mới đổ dầu mè và đổ tương miso vô.
đổ dầu mè tiramisu vô xong chúng ta xào đều cho nó sôi lên, cho nó sôi lên vậy là nó chín rồi đó. Chín rồi chúng ta tắt lửa, ta đậy nắp để nó cho tới nguội. Nguội rồi chúng ta bắt đầu vô keo thủy tinh, nó kiếm keo nhỏ nhỏ thôi. Chúng ta vừa múc vừa bỏ vô keo, vừa ém dẻ xuống, múc bỏ vô keo ém dẻ xuống để ở phần trên nổi một lớp dầu mè, độ khoảng hơn một lóng tay, khoảng hai phân. Thì chúng ta để lâu ăn một tháng hai tháng nó không hư, luôn luôn lớp dầu mè còn giữ đó. Đó là cách làm món TK đó. Thì chúng ta món này được ăn với tất cả các độ tuổi, tất cả các trường hợp. Và đây là cái món mà tiên sinh nói là cái món trị tận gốc ung thư. Ai bị ung thư thì nên làm món này để ăn. Và ăn món này rất là bổ. Một người mang thai mà chúng tôi nói hôm trước á, có một cái cô mà bị mang thai 2 tháng chúng tôi gặp. Cô bị ói do quá trình uống sữa 2 năm liệt cơ bao tử. Liệt bao tử rồi thì cô ăn cái gì cô cũng bị ói, mang thai 2 tháng rồi. Khi ra gặp chúng tôi thì chúng tôi chỉ ăn, thì cuối cùng cô chỉ ăn được một món này thôi. Bữa nay còn mấy ngày nữa sanh, người khỏe mạnh bình thường, leo núi thoải mái. Tới tháng thứ 9 rồi mà vẫn còn đi leo núi chơi. Một món TK ăn suốt ngày. Thì có ăn thêm rau củ gì thì tùy mình. Nhưng món này là món cần. Thứ hai là cái món súp bổ dưỡng, chút khỏi cho giấy luôn, giờ viết luôn rồi nha. Ăn súp bổ dưỡng buổi tối, những người nào thấy sức khỏe mình không tốt, thấy phổi, thấy bao tử mình không tốt, thấy sức khỏe mình không tốt, ăn thời gian bị ốm thì nên ăn món này. Cũng là củ mua bán nữa. Đầu tiên củ cải đỏ đi. Cải đỏ là một củ bằng ngón chân cái. Củ cải đỏ, củ cà rốt đó, bằng chân cái. Một lóng sen bằng với củ cải đỏ. Ngu bán thì bằng 1/2 củ cải đỏ. Ngu bán 1/2 củ cải đỏ. Củ cải trắng bằng 1/4 củ cải đỏ. Một lóng gừng. Lóng gừng bằng ngón tay cái mình. Bằng một lóng tay cái. Rồi một muỗng canh bột sắn dây. Một muỗng cà phê tương tamari. Cách làm nha, là tất cả các củ đều xay sinh tố được khoảng một chén nước. Chén nước thôi. Tất cả các củ đều xay sinh tố hết. Dắt nước cốt ra, đồng thời lấy cái muỗng bột sắn dây, chúng ta đổ hai muỗng nước chúng ta tán ra, tán cho nó tan bột sắn á. Xong xuôi mới bỏ chung với cái nước cốt này, bắt lên bếp khuấy cho nó chín ha. Khuấy chín rồi chúng ta đổ vô một muỗng cà phê nước tương tamari nữa, là ăn nóng trùm mền mỗi buổi tối. Ăn này nghe khỏe liền ha. Khuấy cho chín, ăn một lần vào bữa tối trước khi đi ngủ, trùm mền sẽ đổ mồ hôi. Cái bệnh khớp nãy nói rồi, bệnh khớp là cứ ăn cơm lứt muối mè, buổi chiều ăn gạo lứt rang. Trễ rồi đó, quý vị muốn nói nữa hay là muốn nghỉ? Món TK hả? Không thì trong cơm để mình nấu thì mình bỏ 4 hạt cát vô, chân cách thủy. Tiểu đường thì ăn số 7 rồi, tiểu đường thì ăn số 7, rồi buổi chiều ăn gạo lứt rang. Mà có sạn thì không thì ăn số 7, ăn gạo lứt rang là được rồi. Gạo lứt rang hồi nãy chỉ thuốc rồi thì nghe làm, đem đây tôi làm, chỉ qua rồi thôi chứ phải gắng nghe. Lấy trái chuối hột phơi khô rồi nướng cho chín, rồi xay thành bột, đem đây tôi trộn thuốc cho uống. Cái cách nấu của mấy người mà thiếu vitamin A ảnh hưởng tới mắt á, là mình nấu nồi áp suất. Không có nồi áp suất thì chúng ta nấu nồi thường cũng được, nồi thường thì phải chụm lâu. Còn nồi áp suất thì chúng ta bỏ cơm trong thố, rồi chúng ta chưng cách thủy á, thì trong lúc mà chúng ta bỏ cơm, bỏ muối thì chúng ta bỏ hạt cát vô luôn, bỏ chung một lượt như vậy đó, rồi bỏ vô nồi áp suất chúng ta chưng. Thì nồi áp suất nó sôi lần đầu là 15 phút tắt lửa, 25 phút sau bật nấu lại. Thì lần hai sôi 5 phút rồi tắt lửa, để 30 phút sau dỡ ra ăn, chín rồi. Cách đó là ngon nhất trong tất cả các cách nấu cơm từ trước đến giờ mà chúng tôi chưa có công bố. Bạch thầy, con đang chữa bệnh nên ăn gạo lứt đỏ hay gạo lứt trắng, loại nào tốt hơn? Có phải gạo lứt trắng là do chà xát nhiều mất đi vỏ cám đỏ bên ngoài hay không? Không còn chữa bệnh, mình ăn uống bình thường trở lại có được không? Không nên ăn thực phẩm nào làm ảnh hưởng đến sức khỏe? Cái nếu phân âm dương thì gạo lứt đỏ nó dương hơn gạo lứt trắng. Thì phân âm dương tại vì cái màu đỏ là cái màu dương hơn. Nhưng có điều là ăn ngon thì gạo lứt trắng ngon hơn vì nó mềm hơn. Cho nên đối với một số người mà tôi thấy hơi khó tính, tôi kêu ăn gạo lứt trắng vì cái đó nó dễ ăn. Và riêng tiểu đường thì phải buộc ăn gạo lứt đỏ vì cái lớp cám nó dày, đường nó mới xuống nhanh. Còn ăn gạo lứt trắng thì đường nó cũng xuống nhưng mà nó hơi chậm.
Vì gạo lứt trắng cái lớp cám nó mỏng ít hơn gạo lứt đỏ, chứ không phải là do chà sát nhiều. Thì gạo thì có hai loại là gạo đỏ, gạo trắng. Thì gạo đỏ là đa số lớp cám nó dày. Và khi lớp cám nó dày nó sẽ khống chế cái lượng đường ruco khi đưa vào cơ thể, nó không bùng phát. Nó chỉ điều tiết vừa phải để cho cơ thể xài thôi. Cho nên ăn tiểu đường, đối với bệnh tiểu đường thì nó xuống nhanh hơn. Chúng ta nên biết điều này, ai mà bị tiểu đường là buộc phải mua gạo lứt đỏ. Và khi mà hết rồi thì chúng ta có thể mở ra ăn, khi ăn rộng ăn gạo lứt trắng được. Không còn chữa bệnh thì ăn uống bình thường, nhưng mà phải biết cân bằng âm dương. Nhưng mà tôi thấy là nên ăn gạo lứt thì luôn luôn là tốt hơn gạo trắng. Nếu chúng ta là người không bệnh thì chúng ta chỉ ăn cơm lứt với đồ ăn. Nhưng mà nên cân đối âm dương một tí để cho mình gìn giữ được sức khỏe. Thì trong băng chúng ta đã nói việc cân bằng âm dương rồi. Và những cái loại thực phẩm mà ăn để ảnh hưởng sức khỏe nặng nhất là đường, trái cây, nước đá, cà phê, sữa và tất cả những đồ hóa chất vô chai vô lon. Những đồ đã được tinh chế qua máy móc thì luôn luôn không tốt. Nếu chúng ta ăn uống thiên nhiên được thì chúng ta gìn giữ sức khỏe lâu dài. Ba cái tờ giấy này hỏi. Còn ai có thắc mắc gì thì chúng ta cứ hơi bị nhiều rồi. À, bây giờ chúng ta bắt đầu trả lời 4 câu hỏi. Thật ra thì nếu mà người nghe dưỡng sinh kỹ thì không đặt câu hỏi thứ nhất này ra, là vì luôn luôn là chúng ta được khuyên, nhất là những vị bác sĩ khuyên là chúng ta phải uống nước nhiều. Uống nước nhiều để đừng có bị sặn thận, uống nước nhiều để lọc cơ thể vân vân. Nhưng ở đây chúng tôi có lời khuyên là mình nên thương tái thận của mình. Là vì cơ thể chúng ta bình thường đã có 5 lít máu. 5 lít máu này một ngày đêm nó qua thận 200 lần. Thì như vậy là một ngày đêm nếu chúng ta không ăn không uống gì thêm thì thận chúng ta đã lọc hết 1.000 lít. Bây giờ nếu chúng ta là người ăn dưỡng sinh thật sự là kỹ á, thì chúng ta thêm 1 lít nữa. Kể cả cộng thức ăn á, cộng tất cả thực phẩm thì chúng ta uống nước thật ít á, thì chúng ta thêm vào cơ thể 1 lít nữa. Thì như vậy là một ngày thận chúng ta đã lọc 1.200 lít. Bây giờ nếu chúng ta để cho cơ thể chúng ta lọc một ngày 1.200 lít thì trái thận chúng ta sẽ sống bình an cho tới 80 năm, không đau, không yếu, không có gì xảy ra cho nó. Còn nếu bây giờ chúng ta bắt nó phải lọc thêm, uống thêm 1 lít nước thì chúng ta sẽ bắt nó lọc 1.400. Uống thêm 2 lít nước là chúng ta sẽ bắt thận lọc 1.600. Uống thêm 3 lít nước thì bắt thận lọc 1.800. Chúng ta nghĩ thì sao? Chúng ta làm cho thận mình khỏe hay làm thận mình mệt? Mình á, mình ăn á, no, mình còn kiếm chỗ mình nằm mình nghỉ, nhưng thận làm việc suốt 24 tiếng đồng hồ nó không nghỉ miếng nào. Mà không phải 24 tiếng đồng hồ, đó là cả đời của mình còn sống ở đây thì cả đời cái thận luôn làm việc. Thì nếu chúng ta thương trái thận của mình, chúng ta để nó làm việc vừa sức á, thì nó sẽ tồn tại lâu với mình. Còn nếu mình không ưa nó, mình muốn cho nó hoại sớm, mình muốn cho nó hư sớm, muốn cho nó yếu sớm thì cứ dồn nước vô nhiều một chút để cho nó hư sớm vậy thôi. Tùy chúng ta ha. Chúng ta có thương ai thì cứ thương. Chúng ta chỉ phân tích như vậy thôi, để cho chúng ta thích thương cái kiểu nào thì chúng ta cứ thương. Nếu mà thử đi, bây giờ bắt hai đứa bé đưa đi tới bác sĩ khám tổng quát hết để cân đo sức khỏe của hai đứa bằng nhau nha. Bây giờ bắt đầu cho một đứa bé ngủ sáng dậy uống 1 lít nước và một đứa bé thức dậy không uống nước miếng nào. Bây giờ cho nó đi bộ thôi, thử nó đi bộ thôi, đừng có nó làm chuyện khác. Thì quý vị sẽ thấy kết quả liền. Sẽ trả lời ngay với chúng ta rằng đứa bé uống nước nhiều nó sẽ mau mệt hơn đứa bé ít uống nước. Vì vậy năng suất làm việc của mỗi người uống nước nhiều sẽ ít hơn là người uống nước ít. Sẽ dễ mệt hơn, mệt mỏi xảy ra nhiều hơn, sức khỏe không dẻo dai. Chúng ta thử bữa nào chúng ta chuẩn bị đi leo núi. Nếu tốt hơn là chúng ta chuẩn bị trước một ngày đừng uống nước. Uống nước thật ít. Và tới chuẩn bị leo cái núi thật cao chúng ta uống một ngụm nước, ngậm một ngụm nước trong miệng thôi. Đừng có uống. Leo núi thỉnh thoảng rồi khi chấp nhận ra chúng ta sẽ uống. Thì bữa đó quý vị leo núi sẽ cảm thấy rằng mình leo, ủa sao nó hay hơn mọi khi. Thử đi rồi sẽ thấy. Mới thấy rằng nước nó rất cần cho cơ thể, nhưng mà không được lạm dụng. Nên hiểu điều này. Cái điều thứ hai là nói tới cái muối. Thì thật sự đối với dưỡng sinh cần muối thiên nhiên hơn là muối đã chế biến. Hồi nãy mình nói rồi, tất cả những cái điều mà xảy ra trong thiên nhiên đều tốt.
Quý vị thấy mặc dù chúng ta phân tích trong muối nó có cái điều này điều kia, nhưng mà chúng ta nhìn kỹ cái biển đi ha. Chúng ta nhìn thử cái biển nước mênh mông đó đã được đổ xuống cái gì nè. Nào thuốc độc, nào vi trùng, tất cả mọi cái hết, nhưng mà biển chúng ta vẫn luôn trong. Thì như vậy để biết rằng cái năng lực thanh lọc của biển nó rất là khủng khiếp, ngoài sức tưởng tượng của khoa học. Ngon có một cái nhà máy nào mà chế biến hết tất cả những cái chất độc được dồn xuống như cái biển không? Có không? Trên thế giới này có nhà máy nào được như vậy chưa? Chưa có. Thiên nhiên đã làm được điều này. Cho nên đừng có coi rằng thiên nhiên nó dở hơn con người. Như vậy thôi, chứ tôi không muốn nói là muối nào hơn muối nào. Nếu chúng ta biết ăn muối thiên nhiên thì nó sẽ khác hơn muối chế biến rất là nhiều. Chúng ta đừng bao giờ can dự vào bằng cái đầu của mình. Vì cái đầu của mình từ xưa giờ nó đã vốn không tốt rồi. Còn cái việc rửa rau củ thì hôm trước mình có nói là đúng rồi, thì rau củ chúng ta, rau thì nên rửa nguyên như vậy. Tới hồi xào nấu thì chúng ta vớt ra chúng ta sắc thì nó tốt hơn là sắc nhỏ ra mà ngâm thì nó sẽ bị mất sinh tố. Điều này là nó rất là đúng. Củ cũng vậy. Vì vậy mà đối với rau củ thì chúng ta ngâm nó có hai cái lợi là hôm trước mình nói rồi phải không? Một cái là nó khử được một số độc tố ở trong rau củ. Một cái là theo nguyên lý âm dương, là âm thì chống âm, dương thì chống dương. Có nghĩa là cái diệp lục tố, màu xanh diệp lục tố của cây á, của cỏ, của thực phẩm là nó âm so với cái độ 100 độ nóng của nước. Nếu chúng ta để không rau mà chúng ta không ngâm muối thì chúng ta luộc rau chín mới đầu thấy xanh, nhưng mà hồi nó sẽ bị đen, bị nâu. Lý do là cái độ nóng của nước nó sẽ bốc cái diệp lục tố ra ngoài, thì âm gặp dương nó sẽ hút nhau, mà cái độ lớn của nước nó mạnh quá buộc nó phải hút hết diệp lục tố trong rau củ, khiến chúng ta không còn màu xanh của diệp lục. Mà cái nguyên tắc để hình thành máu là từ màu xanh diệp lục nó biến thành màu đỏ hồng huyết cầu. Do đó màu xanh diệp lục mất đi thì rau củ nó ăn không còn bổ. Do vậy chúng ta dùng cái nguyên lý âm dương, âm chống âm, dương chống dương, bằng cách là ngâm rau trong nước muối, và khi vớt ra không được quyền rửa nghe chưa, để dùng cái lớp muối nó bọc cái rau lại. Khi mà đụng cái độ nóng dương của nước nó không đủ sức kéo diệp lục tố ra, bị lớp muối đã bao bọc cái rau rồi, do đó là nó dương thì nó không hút dương được. À, vì vậy mà rau nó giữ lại được màu xanh trong cái rong rau củ, nó là như vậy. À, còn điều gì nữa, một cái điều mà hỏi sao là cái gì? À, bây giờ cái đậu đỏ đó, tất cả những cái loại đậu, tức là cái mài đậu cũng như đậu thực sự, là bây giờ thứ nhất là họ trồng phân hóa học thuốc trừ sâu rồi, cho nên nó cũng độc. Những cái độc là những cái âm được đưa ra bên màng ngoài nhiều hơn, nhất là những cái hạt đậu. Do vậy nếu chúng ta sử dụng tới đậu thì chúng ta chịu khó, một là chúng ta nấu nước sôi, đổ đậu vô chúng ta ngâm 5 phút, chúng ta chắc ra bỏ nước đó để khử bớt cái độc của nó. Hai là chúng ta bắt đậu lên, chúng ta nấu vừa sôi thôi, nhân sôi quá nó mất chất, mất sinh tố hết. Vừa sôi là chúng ta chắc bỏ nước đậu đó. Thì có hai cách để chúng ta khử bớt cái độc tố ở nơi đậu, và sau đó chúng ta rang. Thì thường nếu mà chúng ta rang, chúng ta xào đồ, thì trong băng chúng tôi cũng có nói là nếu như chúng ta rang chín mà mình không đậy nắp, rang chín rồi mà không đậy nắp, dở nắp ra cho tới mau nguội á, thì mình uống sẽ bị nóng, bị bức mà mình không biết lý do. Thì đây là tính theo cái quy luật trung hòa phân tử này, điều này nó cũng khoa học thôi. Khi chúng ta rang nóng là nó nóng màng ngoài và nó sẽ bốc lên, do đó khi chúng ta đậy hầm lại nó sẽ nóng vô tới trong ruột của cái hạt đậu, và khi chúng ta uống thì nó sẽ giữ lại ở cái phần trong của cơ thể chúng nó không bị bốc lên, khiến một người uống gạo lứt rang hoặc là đậu đỏ rang, tất cả những đồ rang bị khô cổ vì khát nước, lý do là rang chín rồi dở nắp, và thỉnh thoảng lại bị nóng bức. Chúng ta nghe bức bức trên đầu, nó không phải là nhức đầu mà chúng ta nghe căng căng bức bức khó chịu, mình không biết lý do là do chúng ta rang chín chứ không chịu đậy nắp. À, giờ chúng ta nghỉ ha, quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thầy
Bây giờ tới cái phần giải đáp thắc mắc. À, quý vị có những khi trong đây có những câu hỏi nó trùng á, cho nên là tôi nhìn thấy câu hỏi trùng tôi không trả lời là tôi đã trả lời hồi trước rồi. Vì vậy mà nên lắng nghe, tức là tôi sẽ trả lời lại một số bệnh thì chung chung chỉ có một số bệnh đó thôi. Nếu mà người nào nghe mà đã đúng với bệnh mình rồi thì đừng có viết thêm nữa. Hoặc là đã viết rồi mà chúng tôi trả lời đúng với cái bệnh mình rồi thì tôi sẽ không trả lời lại. Thì quý vị cũng nghe đó để mà áp dụng ha, để nó đừng có mất thời gian nhiều. À, một cái bệnh này đang lớn, bị u ác tính ở trung thất và lớn gan mờ mắt. Xin chỉ cách trị. Bây giờ là từ trước đến giờ chúng ta theo cái phương pháp dưỡng sinh thì tất cả những cái bệnh mà ban đầu để điều trị đều là ăn số 7 trước đó nha, số 7 trước. Và đối với cái bệnh gan này thì nên uống cái nước trà gạo lứt rang đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái vùng khối u ha, đắp nước gừng dán cà phê sọ gần khối u vì nó ảnh hưởng tới gan tới thận rồi. Thì bây giờ trước mắt là chúng ta ăn số 7, ăn gạo lứt bún mè không, uống nước trà gạo lứt rang, đồng thời uống hôm trước có chỉ một cái bài mà chúng ta chưng cái lá trên nữ hoàng cung rồi phải không? Giờ nghe lại một lần nữa chưa? Cái này nó đã có trong băng rồi. Cái lá trên nữ hoàng cung thì nhiều người biết nó đặc trị bệnh ung thư rất là tốt cho tất cả các dạng bị ung thư. Nhưng mà từ trước giờ chúng ta không biết sử dụng cho nên không kết quả. Chúng ta lấy cái lá trên nữ hoàng cung mà không được quyền đụng tới kim loại. Nhớ nha, cái trước có nói rồi, bây giờ nói lại một lần nữa thôi, mười mốt quý vị nghe băng. Thì chúng ta xé lá trên nữ hoàng cung hoặc sắc bằng dao tre, xong rồi chúng ta bỏ nó vào cái chén mà không đổ nước, rồi bỏ vô nồi chưng cách thủy. Bỏ vào nồi chưng cách thủy xong á là nó sôi một hồi, cái bắt đầu chúng ta tắt lửa để ít phút để cho cái mồ hôi nó đóng trên nắp nồi, xong rồi bưng nắp nồi đó chắc vô cái chén đó một lần, rồi nấu tiếp tục lần thứ hai cũng làm y như vậy, ba lần như vậy đó, có bao nhiêu nước uống bấy nhiêu nha. Và uống sau khi ăn no, nên nhớ điều này, uống bụng đói nó quậy. Và một ngày dù là chúng ta bệnh nặng hay nhẹ vẫn phải uống một lá, không được quyền uống hai lá. Lá già uống mỗi lần một lá thôi. Những cái bệnh ung thư nên nhớ cái điều này một chút đi, rồi chúng ta phải làm. Khắp cơ thể bị đau nhức, con có mỡ trong máu, bị gai ở cổ, ngoài ra con còn bị loãng xương cao, xương sống bị xẹp một bên, thận con có chút nang, tóc con hàng ngày rụng nhiều và con hay bị cảm vạch. Xin thầy chỉ dạy dùm để con áp dụng. Đây là hậu quả của sử dụng vitamin C và ăn trái cây nhiều đây nè. Tất cả những người ăn trái cây hoặc sử dụng vitamin C mới có bị dữ vậy. Thì bây giờ bệnh này thứ nhất là ăn số 7 bữa sáng, bữa trưa, chiều ăn gạo lứt gan. Băng giảng dưỡng sinh số 6 có chỉ cách rang gạo lứt nha. Và đắp nước gừng dán cà vai sọ ở cái vùng bị gai để cho tan gai. Ăn gạo lứt với mè thì tự động mỡ nó tan, điều này khỏi cần bàn ha. Mỡ trong máu và mỡ bọc gan gì đó thì nó tan. Chỉ đắp nước gừng dán cà phê sọ. Mà ăn gạo lứt rang để trị được cái bệnh loãng xương của mình. Nó phục hồi, nó bồi bổ canxi để làm cho xương chúng ta vững hơn. Và nó sẽ trị được cái bệnh thiếu canxi trong cơ thể. Còn sau khi mà chúng ta ăn cái này mà tự động cái nang ở thận mà nó không có tan á, thì đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái vùng khối u. Vì nước gừng nó có tác dụng để làm tan những khối u ở bên trong. Bệnh tăng sông máu cộng với tiểu đường và đau khớp cộng ho luôn. Ăn số 7 thì ổn định nhưng mà tuổi lớn. Tức là bây giờ chúng tôi phân định cái độ tuổi để một chút khỏi hỏi cái gạo lứt muối mè là bao nhiêu muối, bao nhiêu mè nha. Ví dụ như tuổi từ 40 trở lại mà trong mùa hè thì chúng ta làm một muối 14 mè. Còn nếu mà bây giờ chuẩn bị bước qua mùa thu rồi thì như vậy là cái muối từ 40 trở lại chúng ta có thể làm khoảng 12. Còn trên 40 tuổi chúng ta có thể làm 14. Và nếu là tăng xong cao ở ngoài tuổi 50 thì quý vị nên làm một muối 16 mè.
có thể chúng ta lên tới 18 mà. Tiểu đường thì nếu muốn ăn gạo lứt mới mè mà trị được tiểu đường, chúng ta phải uống trà gạo lứt rang, nên nhớ điều này. Và ăn gạo lứt đỏ chứ không ăn gạo lứt trắng, vì cái gạo lứt trắng nó, cái màng cám nó mỏng sẽ chậm xuống đường, cho nên chúng ta ăn gạo lứt nhưng mà phải kiếm gạo lứt đỏ mà ăn. Và tuyệt đối phải mua gạo lứt sạch nha, tới mấy cái chỗ bán dưỡng sinh mua gạo lứt sạch. Và quý vị mà ăn gạo lứt muối mè mà không ăn được gạo lứt sạch thì nó sẽ chậm hết. Nếu là thêm đau khớp nữa thì phải ăn gạo lứt rang buổi chiều, nãy có nói rồi ha. Trước mắt là ăn gạo lứt muối mè, uống trà đậu đỏ rang và ăn gạo rang buổi chiều. Vậy thôi thì mọi cái nó sẽ ổn định. Áp huyết cao cộng bao tử cộng đau khớp gối. Bây giờ chắc có lẽ là chuẩn bị đến cái mùa thu hoạch cây mè. Chúng tôi nói để quý vị lưu ý dùng luôn để rồi chúng ta kiếm ha chưa. Cái cây mè mà người ta lấy hạt á thì người ta sẽ bỏ cây. Do đó mà quý vị thấy ở đâu họ trồng mè thì liên hệ, để rồi khi mà người ta bỏ cây đó mình đặt, mình một là mình xin cây đó, chúng ta đốt lấy tro, lấy tro mè. Ở quê mà người ta hay làm cái gì, hay làm bánh ít nước tro đó, thì khi chúng ta đốt lấy tro mè đó về rồi, chúng ta kiếm cái lu chúng ta quậy, thì cái phần lóng trong ở trên á, mỗi ngày chúng ta nấu nấu cháo và lứt đậu đỏ cũng được, hoặc là chúng ta nấu cơm cũng được, thì chúng ta đổ một chung khoảng 2-3 muỗng ăn canh của mình, cái nước tro mè lóng trong đó vào nồi cơm hoặc là vào nồi cháo chúng ta ăn, nó sẽ trị được tận gốc cái bệnh cao áp huyết này. Thì nếu không thì chưa có tro mè thì chúng ta chỉ ăn gạo lứt muối mè ha, như nãy chỉ rồi. Đối với bệnh bao tử thì hồi trước cũng có dạy là chúng ta phải nhai cho thiệt kỹ, nhai cho tới khi ngọt mới được nuốt. Còn đau khớp thì nãy nói rồi, ăn gạo gan buổi chiều. Đau khớp đầu gối và lở miệng. Lở miệng này nó xuất phát từ đường ruột, nếu chúng ta ăn kỹ á, thì nó sẽ hết lở miệng. Và nếu mà chúng ta bị đẹn, bị nổi hột á, thì nếu chúng ta chưa không có thực hiện cái gạo lứt muối mè thì đơn giản là chúng ta chỉ cạo cái lọ chảo á, rồi trộn với dầu mè trét vô, đêm tới sáng hết lở liền. Nhớ nha, ai nữa nhớ. Rồi, cái khớp gối nếu đau quá, khớp gối này thì buộc phải ăn gạo lứt muối mè rồi, còn đau quá thì đắp nước gừng bó cao phai sọ thì nó sẽ hết đau nhanh. Bệnh đau lưng, đau các khớp ngón tay. Đau lưng này là đau thuộc cái dạng nào mới được? Đau thắt lưng nhưng mà nó có bị gai bị gì không? Hôm trước tôi có chỉ cái bài nằm cái đậu rồng rồi nha, trong băng trước có chỉ rồi phải không? Mấy người bị đau thắt lưng mà giống như cục, bây giờ chỉ lại là nhớ luôn nha chưa. Chút ai cái chính này thì nhớ nè. Cái đậu rồng nó ba khía mà cái thân nó láng á, cái nó mọc cái đầu gai xe đen đen, mà mùng 5 tháng 5 họ hay cắt, họ treo ở cửa nhà ha. Thì chúng ta kiếm một khúc khoảng 3 tấc thôi, chúng ta sắc mỏng, nó còn gai kệ nó nha. Trong để đó, chúng ta lấy 1 kg muối hột rang cho nó hết nổ. Xong xuôi chúng ta đổ xuống cái giường chúng ta lót lá chuối hay gì đó đi. Chúng ta đổ xuống mà gom cho nó một đống như vậy. Thì như vậy là chúng ta sắp cái xương rồng hồi nãy đó, nó phủ hết đống muối đó, rồi trải một khăn lông ngang, để nguyên gai không có đâm đâu, đừng sợ, phủ khăn lông ngang chúng ta nằm lên. Thì một lần như vậy thôi là đã hết đau rồi, nếu ai mà còn đau thêm nữa thì nằm thêm 2-3 lần là sẽ hết. Bài này phải nhớ để làm mấy ông cụ bà cụ hay đau lưng á. Nếu mà đau khớp thì ăn gạo lứt nha, hồi nãy có nói rồi, ăn gạo lứt muối mè, buổi chiều ăn gạo lứt rang. Bệnh tiểu đường, mỡ trong máu, đau tim. Đây có hồi nãy là mỡ trong máu nói rồi, tiểu đường nói rồi, bây giờ thêm bệnh đau tim. Bây giờ đang phiền phức là cái gì? Tỏi ngâm tương lâu năm hết rồi. Nếu là bệnh đau tim, chúng ta nên ăn tỏi ngâm tương lâu năm. Nếu tỏi còn nguyên tép thì một ngày chúng ta sử dụng được 4 tép tỏi và 2 muỗng cà phê nước tương ngâm tỏi đó. Còn nếu là tỏi mà đã xay nhuyễn rồi thì một ngày chúng ta đang ăn 3 muỗng cà phê trong mỗi ngày. Kèm theo chúng ta ăn gạo lứt muối mè và uống trà đậu đỏ rang, hồi nãy nói rồi ha. Tiểu đường thì phải sử dụng trà đậu đỏ rang. Mỡ trong máu thì ăn gạo lứt muối mè tự động nó hết, khỏi có nói cái đó nhiều. Suy vần tim, gan nhiễm mỡ. Rồi số 7 là xong, mà phải thêm cái tỏi ngâm tương đó. Chắc là phải, tôi không biết làm sao mà biến ra được cái tỏi ngâm tương, chứ bây giờ mấy trung tâm dưỡng sinh nó hết. Tôi có mà nó cũng chưa đủ năm, cố gắng làm lắm mà không có phục vụ kịp. Bị tê chân,
nhức mỏi hả, nhức mỏi tê chân, hở van tim ba lá. Van tim này cũng phải đụng tới cái tương tỏi nữa rồi nè. Loãng xương, loãng xương thì phải ăn gạo lứt rang rồi. Áp huyết cao bao tử, viêm xoang nặng. Người này phải mắt bị cườm khô, mắt bị cườm khô thì nhỏ dầu mè lâu năm. Ăn gạo lứt muối mè buổi sáng buổi trưa, buổi chiều ăn gạo lứt rang, uống trà gạo lứt rang luôn và thêm tỏi ngâm tương lâu năm. Tôi không biết kiếm đâu giờ chỉ, người ta không biết đường ta kiếm, khổ ghê. Bị bú ngực phải, tiểu đường, mỡ trong máu, mỡ trong gan. Gạo lứt muối mè đúng 4 tuần là mấy cái mỡ máu, mỡ gan hết liền. Bú ngực là chúng ta vừa ăn vừa đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái vùng bú đó và uống trà gạo lứt rang cộng với đậu đỏ rang. Tại vì này có gan và tiểu đường. Chúng ta gan gạo lứt 1 kg, đậu đỏ 1 kg rồi trộn lộn với nhau mỗi ngày. Tất cả những người ăn số 7 đều mỗi ngày lấy khoảng 2 hoặc 3 nấm nấu 3 xị nước. Khi ăn phương pháp dưỡng sinh rồi là không ai uống quá 3 xị nước hết đó nha. Cái điều này không có nhắc lại, 3 xị nước trở lại thôi. Bệnh ung thư tiền liệt tiến nay đã ăn số 7 được 45 ngày. Bệnh có giảm, mắt thì hơi mờ, nên con xin phép thầy chỉ con cách ăn thêm. Bây giờ bệnh này tiếp tục vẫn phải uống trà đậu đỏ trộn với gạo lứt. Tiếp tục bắt đầu trộn đậu đỏ trong cơm, tức là mỗi một lon gạo thì một nắm đậu đỏ và 5 gram phổ tay nấu với cơm. Và một ngày sử dụng một muỗng canh tương tamari. Bắt đầu tiếp tục nữa là ăn từ từ rộng ra. Trong băng số 8 có chỉ, và sau khi ăn rộng bình thường thì mỗi ngày ăn thêm cho tôi một miếng rong biển bằng bàn tay, miếng rong biển nâu nâu á. Người ta bán giống như cái bánh tráng nâu nâu thì 1 kg nó khoảng 70-80 ngàn vậy á. Mỗi ngày ăn thêm một miếng thì nó sẽ tiếp tục giải phóng cái độc ở trong người. Nếu lỡ mà một người ăn thịt cá nhiều quá, nó bị tù độc, nó bị ung nhọt, và sau này chúng ta cần phải tẩy rửa nó ra, thì phải mỗi ngày ăn thêm đậu đỏ, cái rong biển. Rong biển đó chúng ta có thể nấu canh ha, nấu chung với rau bùn ngót, rau má, xà lách son, cải xanh, hay là nấu chung với gì đó tùy mình. Một ngày một chén nhỏ thôi. Ăn canh thì không được ăn nhiều, đối với người dưỡng sinh thì ăn chén nhỏ thôi, ăn vào buổi trưa. Sau đó chúng ta được quyền ăn các loại thực phẩm khác. Người nào mà ăn không nổi số 7 thì mở đường ra là chúng ta được quyền ăn khoảng, ban đầu chúng ta có thể tập ăn khoảng 20% rau. Và đối với những người mà từ xưa giờ đã từng ăn mặn thì phải liên tục dùng tôi là 10 ngày. 10 ngày quý vị lấy cái củ cải trắng, chúng ta ép lấy cái nước của nó xong rồi quý vị chưng cho chín để uống. Bỏ 1 tí muối, chúng ta uống liên tục 10 ngày 10 củ như vậy rồi thôi ngưng. Nếu nó có sổ thì cứ để cho sổ. Trong 10 ngày đầu thực hiện phương pháp này chúng ta nên cố gắng làm cái đó. Và nếu mà chúng ta không chịu nổi số 7 thì chúng ta ăn rộng. Thì thời gian ăn rộng sẽ giảm bệnh chậm hơn. Nên ăn rộng số 7. Nếu chúng ta không đủ sức để ăn số 7 thì buộc chúng ta phải ăn rộng. Cố gắng là phải gìn giữ được cái phương pháp này để nó tự giải quyết bệnh. Thì có khi là số 7 3 tháng hết thì mình ăn rộng 6 tháng hết. Nhưng mà nó không bị đổ, không bỏ chạy. Đó là điều chúng ta phải biết. Thêm về khoảng 10-20% rau củ. Thì tất cả những cái bệnh mà nếu chúng ta không được ăn số 7 thì buộc chúng ta phải cử đường này nha, sữa, trái cây, nước đá, cà phê, tất cả mọi cái đồ hóa chất vô chai vô lon chúng ta phải cử. Nếu chúng ta không ăn số 7 được thì mấy cái đó chúng ta phải cử. Thì bệnh nó cũng giảm lần lần. Viêm xoang mũi, viêm đa khớp, tê tay chân, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, gai cột sống, vẹo cột sống. Xong mũi thì tôi có gặp một người, không biết sao mà họ ăn số 7. Hôm qua mới cười lắm, tôi gặp một người lên nói chuyện với tôi là con ăn số 7 đã 2 tháng rồi mà con cũng còn bị sổ mũi không hết. Ngồi nói chuyện với tôi chừng nửa tiếng đồng hồ mới khai cái chuyện là sao, biết không? Đi cái đám chị em bạn bên cạnh nhà, nhưng mà con cũng nghe thầy kỹ lắm rồi, con muốn quậy bột sắn dây, con quậy trên muối cho nên ăn về không có bị cái gì. Nhưng mà sổ mũi thì không hết, tại bắt đầu uống 2 lon nước ngọt. Trời đất, siêu phụ tôi. Cho nên viêm mũi thì chúng ta chỉ cần ăn số 7. Và bệnh này thì buộc phải uống gạo lứt rang nha. Rang gạo mỗi ngày 3 nấm, uống 3 xị nước. Viêm đa khớp là buổi chiều phải ăn gạo lứt rang ha. Gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, gai cột sống thì dễ thôi. Nếu mà chúng ta có gai cột sống thì phải sử dụng tới cái tương tỏi nữa rồi đó. Tương tỏi quá trời luôn mà không biết bán ở đâu.
Ai có biết được địa chỉ có cái ổ tương tổ nào lớn lớn cho tôi hay nha. Nhìn thấy hết trơn rồi. Nhức đầu ăn không tiêu, có bị trĩ. Nhức đầu này chắc là ăn trái cây nhiều. Ăn cây nhiều nó mới ảnh hưởng bao tử, ăn không tiêu. Chúng ta cố gắng ăn, nếu cái bệnh này mà không ăn số 7 được thì chúng ta ăn rộng, bằng cách là chúng ta ăn một món rau bình thường mà không nêm được bột ngọt nữa, ngưng tất cả ăn trái cây, tất cả đồ ăn đều phải nhai kỹ, ăn 3 miếng cơm, một gắp đồ ăn thôi, chấm với nước tương tamari. Vì cái bệnh trĩ có khi chúng ta ăn số 7 ngay từ buổi đầu nó bị bón, cho nên người này buộc phải ăn rau thêm một chút, mỗi ngày phải ăn cho tôi. Một là chúng ta nấu cơm với đậu đỏ phổ tay để cho phân nó được nhão. Hai là chúng ta ăn rong biển. Thứ ba là chúng ta ăn đồ ăn có bí đỏ để cho phân nó dễ đi, bị trĩ nó dễ bị bón, bón khó đi, nó chảy máu. Chấp nhận hết chậm nhưng mà nó an toàn. Theo bác sĩ chẩn đoán thì con phải bị giãn tĩnh mạch hai chân. Con đứng một chỗ khoảng 15 phút thì cả thân đều bị mỏi, nặng chân và rất tê. Này đơn giản thôi, số 7 là xong. Uống nước trà gạo lứt rang. Mẹ con bị khớp đã lâu, bác sĩ bảo phải thay khớp. Gia đình thì khăng khăng không chịu thay hả? Hai chân đừng đau nhất, không biết đau tới mức độ nào rồi. Thì trước mắt là cái chỗ đau, chúng ta đắp nó gừng, dán cà phê sọ, ăn gạo rang buổi chiều và ăn số 7 một giai đoạn đầu. Sau đó nếu mà có gì trục trặc liên hệ với tụi tôi. Có nghĩa là những người chỉ này thì quý vị cứ áp dụng, có gì trục trặc thì một là điện thoại, hai là có ngày nào đó không phải là ngày trùng ngày giảng thì quý vị điện thoại hẹn chúng tôi gặp, rồi chúng tôi sẽ có cái hướng dẫn trực tiếp lên thêm ha. Huyết áp cao, tim phổi đau khớp, xin thầy chỉ dạy. Phổi này là phổi gì, ai vậy? Phổi này là phổi gì mới được? Bây giờ nếu phổi bình thường, một là lao phổi, hai là nám phổi mà không phải là ung thư, thì chúng ta ăn gạo lứt muối mè, uống trà củ sen ha, đắp nước gừng dán cà phê sọ trên cái vùng phổi đó. Đồng thời ban đêm ăn cái loại súp bổ dưỡng, là nói cho nhớ luôn, có đánh giấy, có người được giấy, có người không được. Cái bài súp này là nghe để ý nè nha. Ngưu bàn một lóng, một khúc ngưu bàn ba lóng tay, một củ sen hai tấc, một lóng sen hai tấc, một củ cải cà rốt, củ cải trắng bằng 1/4 và một lóng gừng bằng ngón tay cái, một muỗng canh bột sắn dây. Cái này có chỉ trong băng kia rồi, bây giờ chỉ lại nữa. Và một muỗng cà phê tương tamari. Thì tất cả các củ nào này là xay ép lấy nước được một chén nước thôi. Xong rồi tán bột sắn dây ra, bỏ bắt bếp khuấy cho chín, rồi mới đổ một muỗng cà phê nước tương tamari ra ăn thiệt nóng trùm mền cho đổ mồ hôi. Thì cái bệnh nám phổi trong khoảng 1.5 tháng nếu thường xuyên ăn cái này nó sẽ hết đó. Nó trị bệnh phổi rất là hay và nó tăng cường sức khỏe đối với những người bị kiệt sức. Đây là cái loại súp bổ dưỡng nhưng mà nó bổ phổi là nhiều. Bệnh tiểu đường bây giờ qua tim, đau bàng quang, tiểu liên tục, chân bị tê, này uống nước quá nhiều, nhức tay chân, máu nhiễm mỡ, thần kinh yếu, mất ngủ thường xuyên. Thứ nhất là cái người bị tiểu đường qua tim thì nãy nói rồi ha, tiểu đường chúng ta thường thường thì bị tiểu đường nó sẽ ảnh hưởng cái tuyến thượng thận, cho nên đau thận đến giai đoạn mà nặng có thể người ta mổ bỏ thận luôn á. Thì tiểu đường là ăn gạo lứt muối mè, uống trà đậu đỏ nãy nói rồi, thì nó sẽ được tốt lại cho cái việc đi tiểu nhiều, tê chân luôn. Rồi tiểu đường tê chân là giai đoạn thời kỳ thứ ba rồi, tức là tiếp 3 rồi đó. Cái này phải ăn cho nó kỹ nữa chứ. Một ngày uống là nhiều lắm là nửa lít nước. Bệnh này 3 nắm đậu đỏ rang nửa lít nước mà thôi. Ăn gạo lứt muối mè thuần, không có được quyền ăn cái thứ khác. Sau 2 tuần lễ kiếm tôi nói chuyện. Lê Thị Lâm, nhân trạch, nhức tay chân, máu nhiễm mỡ. Này ăn gạo lứt muối mè, uống trà 3 năm. Thần kinh cũng vậy, thần kinh mất ngủ là chúng ta ăn gạo lứt muối mè. Thì nếu mà chúng ta bị ảnh hưởng mất ngủ, có thể chúng ta uống vừa ăn gạo lứt muối mè mà chúng ta uống trà đậu đỏ rang đi, thận nó tốt, nó sẽ yên hơn. Câu hỏi thứ nhất là chè tươi mua ở chợ về phơi khô để 3 năm có gọi là chè 3 năm không, và có tốt như chè 3 năm xin thầy, như thầy chỉ đồng văn không? Thật ra thì không phải là chúng ta làm ra để 3 năm mới uống. Chúng ta gọi chè 3 năm có nghĩa là hồi xưa, thật ra bây giờ thì cũng hết cái chuyện đó rồi. Tức là hồi trước đây người ta ít sử dụng trà thì cái trà mà người ta ngắt cái đọt người ta ướp, còn lại cái lá trà mọc trên thân cây từ 3 năm trở lên gọi là trà 3 năm, tức là lá trà già, chúng ta hiểu như vậy đi, lá trà già. Thì chúng ta mua ở chợ về thì có chỉ trong băng rồi, thì cứ tự làm theo kiểu như trong băng. Cái này khỏi chỉ lại nha, nhà con buôn bán có để lông chó mực trong nhà.
để trị tà bùa ngải. Như thầy giảng lông chó mực rất âm, vậy nó có ảnh hưởng đến việc buôn bán đắc ế hay không? Nếu mỗi buổi sáng 3 tới 5 giờ con dậy bật bếp để nấu trà uống cho âm sẽ hút dương vào thì có tác dụng trừ tà và bùa ngải hay không? Mà để trong nhà có cần phải có một số hay là hay nhiều hay chỉ vài lông, xin thưa thầy chỉ dạy. Thật ra cái lông chó thì nó không ảnh hưởng đến cái chuyện buôn bán đắc ế, mà nó chỉ có cái tác dụng là nó chống tà bùa thôi. Mình bỏ một túi vài cộng là đủ rồi, từ 7 cộng trở lại là đủ. Còn mà trong băng cũng giải thích cái vụ mà bật lửa nấu rồi, thì thật ra thì chúng ta nấu lửa trong cái khoảng giờ dần giờ mẹo để nó đốt hết cái âm khí trong gia đình, thì khiến cho cái việc buôn bán của mình nó thuận lợi hơn. Con ăn bột sắn dây thật nóng ở trong phòng kín, lúc đang ăn đã không ra mồ hôi mà lúc trùm mền con cũng mặc áo len nửa giờ đồng hồ mồ hôi mới ra rôm rốm, xin thầy chỉ giùm. Một là người này ốm không có nước, hai là cơ thể quá âm không đủ sức tống cái nước ra, thì như vậy chúng ta phải bền bỉ nhiều lần nó sẽ tự ra. Vậy vậy muốn giữ hạnh phúc gia đình thì phải ăn cơm chung. Nhưng vì điều kiện bệnh hoạn hay gì bớt mập mà con phải ăn chay gạo lứt muối mè, như vậy mỗi người ăn một cách với thời gian dài, thì thầy dạy con thế nào để giữ được hạnh phúc gia đình mà vẫn ăn chay gạo lứt muối mè được? Cái này hơi bị khó cho tôi ạ. Gán làm sao mà chúng ta không ăn chung đồ ăn, thì chúng ta cũng gán ăn chung cơm dùm, kiếm gạo ngon ngon dụ ổng ăn. Gạo lứt mà ngon ngon á, chúng ta nấu chung nồi cơm hai vợ chồng ăn, nhưng mà ổng ăn món ăn kệ ổng, mình ăn đồ ăn kệ mình. Hay đồ ăn khác nhau thì được, nhưng mà cơm ăn khác nhau lâu ngày hơi bị nguy hiểm nha. Gia đình con có nợ của ông cố năm đời vì nhà nước làm đường bắt phải chi dời mộ, cái mộ chứ không phải nợ. Khi đào lên thì thấy cốt màu vàng ống nhưng không thể để lại chỗ đó được mà phải chôn vào một nơi khác. Vậy có ảnh hưởng gì tới đời con cháu hay không? Nếu gặp trường hợp này thì đem cốt đi thiêu hoặc làm cách nào cho tốt, xin thầy dạy bảo cho. Thường thì nó cái ảnh hưởng như thế này. Này người này cũng nghiên cứu âm dương dữ quá. Ví dụ như ông nội mình chết mà cha mình còn sống thì mình bị ảnh hưởng cái xương tốt xấu của ông nội mình nha. Nếu như ba mình chết thì bây giờ cái phần của ông nội chỉ còn ảnh hưởng được có 10% thôi, hoặc 20% hoặc 80% còn lại là cha của mình đó. Ngày nay ông cố tới năm đời thì có lẽ là nó cũng bớt ảnh hưởng rồi, tại vì nó ảnh hưởng là ông nội với cha mình gần. Cái thứ hai là theo tôi nghĩ là nếu mình không xác định nổi cái chỗ chôn mới mà tốt hơn cái chỗ chôn cũ thì thiêu đi. Thiêu đi, thiêu là tốt nhất. Chúng ta vô hủ cốt để ông chùa là an toàn, không bị ảnh hưởng. Còn chôn là sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mà thiêu nó sẽ mất cái lực ảnh hưởng đó. Kính thưa thầy, mơ muối bằng đường để 3 năm có tốt không thầy? Con xin. Còn chanh muối, con muối bằng nước muối có giống như muối khô không? Thật ra thì cái cách làm hôm trước mình chỉ rồi ha. Cách làm hôm trước nghe lại cái cách làm đó đi. Còn cái mơ muối mà muối đường thì chỉ tốt cho những bệnh nào thực sự dương cần thiết mà phải xác định bệnh đó dương rồi. Chứ còn chúng ta sử dụng như mơ muối không á, mà không có đường thì nó không tốt. Thường thường ví dụ như bệnh dương bị ảnh hưởng, chúng ta uống một miếng mơ muối nó có thể làm chúng ta khỏe lại liền. Mơ muối mà muối của đường á, nhưng mà phải để từ 3 năm trở lên. Nhưng mà chúng ta âm rồi thì nên uống. Xin nghe thầy giảng uống, con uống rất ít nước, một ngày khoảng nửa lít thì con lại bị đau lưng. Trước đó con đi tiểu rất nhiều, bây giờ có giảm nhưng lại đau lưng. Đau lưng là cái hậu quả từ trước giờ chứ không phải mới uống nước ít mà đau nghe chưa. Đừng có đổ thừa để uống nước thêm. Chúng ta đau thì nãy có thể ta nằm cách hạch chỉ hồi nãy rồi, hoặc là chúng ta uống cái nước trà đậu đỏ rang lại để nó, nếu là nó ảnh hưởng từ thận mà đau lưng thì uống trà đậu đỏ rang đi. Và người nào, nãy nói lại, bây giờ nói lại là người nào, người nam mà đi tiểu một ngày một đêm 3 lần là thận tốt, 4 lần, được quyền 4 lần, còn người nữ 3 lần. Còn nếu đi tiểu nhiều là biết chúng ta đã bị dư nước, khéo chỉnh lại. TK thì có chỉ trong băng chưa ta? TK chỉ trong băng rồi, thôi khỏi nói nha, nói mất thời gian. Đau gân, mỡ trong máu, tóc rụng, thận có nang,
cổ có gai, xương sống xẹp một bên hay bị cảm. Này giống bài hồi nãy quá vậy, phải không? Hồi nãy nói rồi cái bệnh này mà. Hả? Thì bây giờ phải nói lại, mất thời gian nhiều người quá. Bây giờ ăn gạo lứt muối mè nè. Bả thì ăn một muối 16 mè. Cái chỗ có gai thì đắp nước gừng dán cà phê sọ. Buổi sáng buổi trưa ăn gạo lứt muối mè, chiều ăn gạo lứt rang, uống trà gạo lứt rang. Rồi, bệnh bạch tạng. Bệnh bạch tạng này nếu mà chúng ta kiên trì thì chữa theo phương pháp dưỡng sinh được. Nhưng mà chúng ta vừa ăn gạo lứt muối mè, vừa sức chúng ta vào trên cái chỗ trắng đó, chúng ta trét dầu mè lên, xong rồi trét cái bột denti, bột denti cái loại trị bệnh đó, sức thường xuyên. Cộng thêm thỉnh thoảng là chúng ta tắm cái lá, chúng ta nấu lá trà 3 năm để mình uống, thì chúng ta nấu đó, chúng ta tắm. Ví dụ như chúng ta khoảng tuần lễ 10 ngày chúng ta tắm 2-3 lần nước trà 3 năm, rồi hoặc là chúng ta tắm nước gừng. Chính nước gừng nó sẽ hút cái âm ra. Nhưng mà quan trọng là ăn gạo lứt muối mè để thay đổi máu thì bệnh này mới hết. Chứ bệnh này không thể trị ngoài da được. Trẻ, cái đầu của trẻ nhỏ 4 tuổi bị nổi u nhiều cục. Mấy đứa trẻ này cũng khó xử à. Thì mấy đứa trẻ có thể là chúng ta cho nó cố gắng là không cho ăn thịt nữa. Đây là cái dạng dư protein để nó nổi u thôi. Không ăn thịt, mỡ động vật nữa. Nếu nó mà còn ăn mặn thì cho ăn cá. Tốt nhất là nên cho ăn chay. Và cái bài nấu cháo mà hôm trước có nói hoài là gạo lứt, đậu đỏ, hạt sen, bí đỏ, phổ tai đó, nấu cho ăn với tương tamari, miso hoặc là tetka. Rồi chỗ nào u chúng ta đắp nước gừng dán cà phê sọ để cho nó tan. Tắc tiếng lâu ngày dùng chanh muối nhưng không hết. Tắc tiếng lâu ngày này là bị cái gì? Nói chuyện nhiều chữ lộn tắc tiếng. Nếu chúng ta dùng chanh muối không hết là đúng, vì chưa đúng cái vị tố của nó. Chúng ta ngậm bột denti á, thường tất cả những cái viêm nhiễm bên trong, viêm họng hạt, rồi tắc tiếng, rồi viêm thanh quản, thực quản gì đó, viêm nhiễm bên trong. Thì chúng ta mua bột denti một cái loại súc miệng, chúng ta súc miệng nó trước à. Tối trước khi đi ngủ súc miệng bột denti xong, rồi chúng ta ngậm 1/4 muỗng cà phê. Cho tới khi nào mà nó tan, thỉnh thoảng chúng ta ngửa lên, chúng ta khò để cho nó chảy từ từ vô ha. Trị được cái bệnh tắc tiếng. Cái bé này mấy tuổi rồi? Bây giờ cái bệnh suy nhược thần kinh thì ngoài cái việc chúng ta nhai nhiều ra cũng khó cách nào mà khôi phục lắm. Cho nên những người mà suy nhược thần kinh ăn số 7 là phải nhai cho thật kỹ. Thốn với lòng bàn chân, nếu là thốn ở gót á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới tim. Mà đường ruột thì có thể nó đau trong lòng bàn chân thì đúng rồi. Ăn số 7 thì mấy cái này nó phục hồi nhanh, không có gì đâu. Ăn số 7 uống trà lá 3 năm ha. Uống trà già được rồi. Còn cái dạng đứa bé này thì bây giờ á, nếu nó còn nhỏ quá nó không ăn số 7 được thì nên nấu cháo hồi nãy mình nói á, gà lứt, đậu đỏ, hạt sen, bí đỏ, rồi trong một tuần ít lắm phải được 2 lần, 3 lần đi, cho nó ăn cháo kê. Cái hạt kê mà người ta nuôi chim á thì hạt đó nó dơ, nhưng mà vô siêu thị mua hạt kê sạch. Thì mỗi ngày nấu khoảng, mỗi lần cho nó ăn thì nấu khoảng 4 nắm tay vậy. Kê thì một nắm đậu xanh, nấu cháo cho nó ăn. Thường xuyên ăn cái món mà bí đỏ, đậu đỏ, phổ tai, tương miso kho. Gần như là một ngày ăn, một ngày nghỉ. Đồng thời phải cho nó ăn thêm, còn nhỏ thì phải cho nó ăn thêm canh súp một miếng. Cái canh mà rong biển hồi nãy mình chỉ đó, nấu canh ra cho nó ăn. Tuyệt đối không cho đứa nhỏ này ăn đường và trái cây nữa, uống nước đá nữa, nghe chưa? Tiếp tục là không ai cứu nổi. Bị ung thư phổi, nổi hạch ra ngoài luôn rồi. Rất nhiều, làm nghẹt, khó thở. Ung thư phổi này, hồi nãy có chỉ cái bài ăn bữa tối rồi nha. Bài súp mà ngu vàng hồi nãy bữa tối là phải ăn cái đó thường xuyên. Uống nước trà củ sen cũng chỉ rồi, đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái khối u và ăn số 7. Mỗi ngày á, uống trà củ sen là một ngày 40 lát sen làm trà đó. Sen mình về phát mỏng, phơi khô, sao vàng thử thổ. Và mỗi ngày lấy 40 lát củ sen đó, bỏ 4 lát trà, nấu 1 lít nước, còn lại 3 xị uống ha. Đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái khối, ở cái cục hạch để cho nó tan. Ăn nghiêm túc gạo lứt muối mè. Chứ ung thư mà không ăn rộng được, cái bệnh này khó ăn rộng. Và uống thêm cái
gì lá trinh nữ hoàng cung hồi nãy có chỉ đó nha, để ý đó, nghe lại chỗ đó chừng mỗi ngày uống một lần một lá. Viêm gan CVB, đau bao tử, thoái hóa cột sống, viêm xoang sàn, mắt mờ, tai điếc, dữ vậy hả? Bệnh này có thêm cái thận nữa mà không kể ra nè, đau thận nữa mới ra cái chứng này. Rồi thoái hóa cột sống thì phải ăn gạo rang buổi chiều, còn lại thì buộc phải ăn gạo lứt muối mè thôi. Uống uống trà 3 năm được rồi. Không, bệnh này uống trà gạo lứt rang trộn với đậu đỏ đây nha. Phạm Thị Gái ở Củ Chi nè, ăn gạo lứt muối mè, uống trà gạo lứt rang trộn với đậu đỏ, và buổi chiều là ăn gạo lứt rang thay cơm. Bà nào ở Củ Chi mà thở mệt, thở mệt này có khi là do bị phổi, ảnh hưởng phổi, thì bây giờ về ăn uống kỹ lại, đừng có uống sữa, ăn đường bột ngọt trái cây nữa, uống trà củ sen để trị cái vụ thở mệt này. Buổi chiều ăn cái món súp hồi nãy đó. Thì cái người mà gì đó, Nguyễn Thị Gái 55 tuổi là ăn gạo lứt muối mè, uống trà đậu đỏ trộn với gạo lứt, buổi chiều thì ăn gạo lứt rang, nghe chưa? Một ngày là nấu 3 xị nước thôi, 2 nắm đậu, 3 nắm đậu đỏ trộn với gạo lứt rang đó đó. Vậy Củ Chi nữa, đau đầu về chiều, tối ngủ tê tay chân, mấy trái cây nó lòi ra hết rồi. Có những cái bệnh nhức đầu hôm trước chúng ta chỉ nhiều bài quá rồi ha, chịu khó nghe băng lại đi. Tê tay chân thì chúng ta ăn kỹ tự động nó hết thôi. Bỏ đường bột ngọt trái cây là tự động nó cũng hết, khỏi cần ăn số 7. Bỏ không uống nước đá nè, đường bột ngọt trái cây bỏ hết đi. Ăn uống kỹ lại, uống trà 3 năm, ăn cơm mỗi ngày thêm 20% rau. Trong đó có gì, có rong biển hồi nãy mình nói đó ha. Nhưng mà đồ nấu đều nêm muối, không nêm được bột ngọt nữa, thì bệnh này tự động nó hết rồi, khỏi cần phải ăn số 7 đâu. Hạch ác tính ở cổ, trì đau bụng dưới. Bà 62 tuổi, bà Phạm Thị Hai 62 tuổi. Hạch ác tính này là buộc phải giá áp nước gừng, giáng cao phai sọ liên tục, và kiếm cái biết như những cái bồ công anh có không biết. Nên tiệm thuốc bắc kiếm cái loại bồ công anh á. Chúng ta về chúng ta làm trà uống mỗi ngày, uống một nắm cứng tay về nấu khoảng một lít rưỡi nước, sắc lại còn 3 xị để uống suốt ngày ha. Đắp nước gừng giáng cao phai sọ ở khối u, ăn gạo lứt muối mè. 62 tuổi này thì ăn một muối 16 mè được rồi nè. Nghe kỹ băng lại chỉ cách nấu cơm đó nha. Bà Bùi Thị Tư 51 tuổi, Củ Chi, nhức hai bả vai, nhức mỗi tay chân, có chừng bị gan. Kiểm tra gan kỹ lại, nếu có bị đau gan thì nên ăn một tháng không được quyền đụng tới dầu mỡ, cử thịt ăn chay mà không được quyền chiên xào nữa, được quyền ăn 20% rau à, nhưng mà cử đường sữa trái cây một giai đoạn, tuyệt đối không được đụng tới nước đá nữa. Ăn rau củ nấu nêm muối thôi. Uống nước trà gạo lứt rang đi. Trần Thị Ghi 62 tuổi ở Củ Chi nữa, nhức đầu mỏi cổ, loãng xương, nhức mỏi tim mệt, hồi hộp, sỏi thận. Ăn chanh trái cây bị cảm lạnh. Cái này trái cây nhiều quá rồi không cảm nữa, cũng uổng rồi. Cái sỏi lớn không ta? Ai là người cái gì đó? Trần Thị Ghi là sỏi bao lớn? 6 ly 5 hả? Bây giờ nếu chịu khó lần sau xuống đem chuối hột cho tôi sẽ cho thuốc gì uống tan sỏi. Sỏi thì không cần mổ nha. Thông báo là gặp tôi thì đừng có mổ, sỏi thận uổng lắm. Bây giờ chúng ta bắt đầu ăn dưỡng sinh, cố gắng là ăn số 7 được thì ăn. Ăn số 7 không được thì gắn thêm chừng 20% rau củ, mà không nêm đường bột ngọt ha. Cử những đồ nãy mình nói đó. Trái cây thì tuyệt đối đừng bao giờ rớ tới nữa, bị sỏi thận rồi còn ăn trái cây mưa mốt là nó sạn hoài luôn. Mệt tim này nếu mà mình có mua được tương tỏi thì một ngày ăn 3 muỗng cà phê. Nguyễn Năng Lực 34 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, bệnh sa đường ruột, hay bị bón, hay bị cảm, sức đề kháng yếu, huyết áp thấp. Cái bài sa đường ruột nhớ nè,
Bài này hơi bị mới, cũng chắc cũng có nói rồi chứ không mới gì đâu. Cái cuốn bí rợ, đi tới mấy cái chỗ mà họ bán bí là họ bẻ cuốn đó, mình lụm về mình chẻ làm tư phơi khô giùm tôi. Phơi khô xong rồi sao vàng khử thổ, mỗi ngày uống khoảng 10 cuốn đó. Người nữ bị sa tử cung, không cần phải may lợi, không cần đi bệnh viện gì đâu, uống cái này nó rút lên. Người nam bị sa ruột, sa bèo giấy gì đó thì uống cái này nó cũng rút lên ha. Cái cuốn bí rợ nó rất là hay, thì nên uống cái cuốn bí rợ. Bài thuốc này là bài thuốc phải nhớ, dễ tìm. Thì cái đề kháng yếu là do chúng ta ăn uống nó bị ảnh hưởng. Bây giờ chỉnh đốn ăn uống lại. Nếu ăn số 7 được thì ăn, còn không thì ăn một ngày một món đồ ăn gì đó. Ăn trung bình 3 miếng cơm muối mè là gấp một miếng rau củ chấm với nước tương tamari. Uống nước trà 3 năm, khoảng 10 cuốn mỗi lần uống, mỗi ngày uống 10 cuốn. Nguyễn Anh Văn 50 tuổi ở Củ Chi, bệnh hẹp khích van tim, huyết áp thấp. Bệnh gặp tương tỏi không mà chết rồi. Không ăn tương tỏi là mấy cái bệnh này nó không hết rồi. Ăn gà lứt muối mè, nếu kiếm được tương tỏi thì ăn thêm mỗi ngày 3 muỗng cà phê. Uống nước trà 3 năm thì áp huyết với tim phải huyết. Chắc tôi phải mang kiến mới coi cái này được quá. À, người nữ gần 60 tuổi bị suyễn từ 8 tháng tuổi. Chân rất yếu, rất mập, ăn số 7 được 2 tháng nhưng giảm cân rất ít. Hồi tuần trước ăn ngói sen vào lên cân suyễn nguyên ngày. Cái gì con đang ngập ngừng hay gì? Cho uống trà củ sen, xoa dầu mè gừng và ăn bột sắn, uống trà tương vẫn không hết. Qua 2 ngày mới bớt, chuyển qua ho và đàm nhiều. Họ nói ăn muối mè lên đàm. Kính xin thầy hướng dẫn cho con. Cái bệnh suyễn á, tự nhiên tôi không nhớ mấy cái bài thuốc này rồi. Thì thường xuyên phải uống là cái trà củ sen rồi nha. Trà củ sen nãy mình nói rồi. Bây giờ nếu trường hợp bị đờm thì cố gắng là lấy trái chanh muối lâu năm á, chẻ làm 12 lần. Tối trước khi đi ngủ ngậm một cục. Hoặc là lúc mà đang lên đờm nhiều thì nên ngậm nó, thì tự nó tan, ngậm chanh muối nó tan đàm rất là nhanh. Gán mua chứ để nó hết nữa, chanh muối chuẩn bị hết nữa hay gì á. Và ăn muối mè thì không phải lên đàm đâu. Có khi á, là trong giai đoạn chúng ta đang ăn thì bây giờ đến lúc nó bắt đầu nó thải đờm ra. Nếu một người đang ăn số 7 mà bắt đầu nó lên đàm thì có lẽ là bắt đầu nó đang thải đàm ra, thì cứ để cho nó thải ra. Chứ chúng ta sợ thì ngậm chanh muối nó cũng tiêu, tiêu thì nó sẽ đi xuống. Ngậm chanh muối tiêu nó cũng đi xuống, nó không lên. Nếu mà thấy nó lên nghẹt thì ngậm chanh muối thì nó sẽ đi cầu trở xuống. Tiêu đàm á, hoặc là nó ói ra, thì tùy mình. Còn nếu mà phổi, cái trường hợp mà phổi hơi yếu yếu nữa thì có thể mỗi đêm uống thêm một muỗng cà phê, ủa 1/4 muỗng cà phê cái bột Denti loại trị bệnh đó. Tiểu đường tăng song cao nãy nói rồi nha, cố gắng chúng ta ăn gạo lứt muối mè, uống trà đậu đỏ rang đi. Ăn tới ngày thứ 4 tăng song lên cao, có uống bột sắn dây nhưng không có nước tương. Tức là người này ăn tới ngày thứ 4 thì tăng song lên, không biết là ăn muối nhiều ít. Nãy có nói độ tuổi rồi, nếu mà bây giờ chúng ta bị tăng song cao mà ăn gạo lứt muối mè tăng song vẫn lên thì chúng ta bớt muối lại thêm mè. Thì có thể là từ 14 mè một muối chúng ta lên 16 mè hoặc là 18 mè. Một chén cơm 4 muỗng cà phê muối mè thì chúng ta có thể bớt lại 3 muỗng. Tự động mình phải điều chỉnh, có khi mình nhạy cảm thì ăn một ngày nó sẽ ổn, một vài ngày ổn định lại. Viêm mũi nước, nhức đầu, xong gan, nhức gót chân, huyết trắng, kinh nguyệt không đều. Nãy có chỉ ăn số 7 về đối với viêm mũi này thì dễ rồi nha, nhức đầu nó sẽ hết. Đối với bệnh huyết trắng, rồi sử dụng một cái bài mới này nữa, còn bột Denti nữa. Tức là chúng ta ăn số 7 thì liên tục 10 ngày ngâm cái cải, có chỉ trong băng rồi ha, nghe lại cái khúc đó, ngâm cải. Cái này mới nè, sau khi chúng ta ngâm cải xong á, chúng ta mua cái loại bột Denti trị bệnh, chúng ta nhúng vô dầu mè cho ướt một cọng gòn bằng ngón tay út như thế này nha, nhét vô đường tiểu. Trước khi đi ngủ, sau khi chúng ta đi vệ sinh hết rồi, chuẩn bị chung cho buồng ngủ là chúng ta nhét cái cục đó vào.
sáng đi tiểu ra, tâm hiền, có duyên sự tước viếng chùa lễ Phật thăm thầy, và con xin hỏi mẹ con khi ngủ dậy thấy mấy ngón chân đau, khi bà đứng dậy bị bật ngửa ra sau rồi sau đó bị sưng, vào nhà thương chụp hình nói là gãy xương ngón chân rồi, băng bột uống thuốc, bây giờ đã tháo bột vẫn còn uống thuốc mà chân vẫn còn sưng, làm cách nào? Với cái bệnh mà gãy xương kính đó, thì muốn cho một là mau lành, hai là không nhức, thì chúng ta buộc phải ăn đạo lứt rang nha. Rồi bây giờ cái chỗ đau đó là đắp nước gừng dán cà phê sọ, ăn đạo lứt rang nhiều nhiều đi. Và nếu chúng ta ăn đạo lứt rang nhiều mà sợ bị bón thì chúng ta rang mè mà không trộn muối, để nguyên hộp vậy chúng ta ăn với gạo lứt rang nó sẽ đi cầu được. Đang sưng, đang viêm nhiễm tuyệt đối không được quyện đường, trái cây, bột ngọt, nước đá. Con bị mỡ trong máu rất cao, mỡ đã bao một mảng lớn bao tim, mỡ bao tim, bị hở tim tâm thất, cao huyết áp, có khi bị tuột, bị bệnh phong tê thấp, tê các ngón chân tay không còn cảm giác, bệnh suy nhược thần kinh. Con bị liệt chân phải và tay trái quá rồi. Con chữa trị bằng thuốc tây liên tục trong 2 năm đã khỏi, nhưng nay chân trái và tay phải vẫn có triệu chứng muốn liệt như trước vậy. Cái này trước nhất là phải ăn gạo lứt muối mè thuần. Số 7 uống trà đậu đỏ rang được rồi. Thêm tìm cho được tương tỏi tamari, thêm tỏi tương tỏi ngâm lâu năm, ăn mỗi ngày 4 muỗng cà phê. Và uống trà đậu đỏ rang thôi mà ra không được thêm cái gì nha. Đường một ngọt trái cây là thực đoạn, không được rớ. Đắp nước gừng dán cà phê sọ ở tim. Nguyễn Thị Kim sinh 56 tuổi, căn bệnh khớp gối có gai và cột sống nhức nghiêng về một phía tay phải rất nhiều. Ví dụ mà đau khớp hồi nãy giờ mình nói rồi ha, ăn gạo lứt muối mè mà ăn gạo lứt rang buổi chiều để nó phục hồi những cái thói quá của khớp xương lại. Ăn quân bình nó tự động nó giật cái người lại nha. Ví dụ chúng ta mất quân bình, chúng ta bị nghiêng qua hoặc là chúng ta bị nghiêng lại, mắt chúng ta méo, miệng chúng ta méo rồi đó, mà mình ăn dưỡng sinh nó quân bình nó sẽ kéo ngay lại hết luôn. Cho nên cố gắng ăn để nó phục hồi cơ thể lại. Danh Phương Hạnh bị gì? Vôi đóng trong men sườn số 6. Con hay bị cảm và khó thở, xin thầy quan hỷ chỉ dạy cho con được hết bệnh. Chỉ cái bài này để uống thường xuyên sẽ trị tận gốc cảm á. Tức là hồi trước mình nói rồi, trong băng mà không, cái bài uống thường xuyên mỗi ngày luôn, chúng ta có thể uống liên tục hàng tháng được cái bài này. Là một là chúng ta lấy 1/4, 1/4 nhiều quá, 1/8, 1/8 trái chanh muối. Nếu không thì lấy 1 trái ô mai muối, khoảng 5 lá trà 3 năm, nhỏ vô 5 cái giọt nước cốt gừng. Gừng chúng ta đâm nát vỏ nước cốt 5 giọt, 1 muỗng bột sắn dây. Thì bây giờ lấy trà chúng ta bỏ nấu, rồi nhiễu nấu ra trà, chúng ta nhiễu nước gừng vô và dầm chanh muối vô cái nước đó, chúng ta nấu chung đi. Rồi tán bột sắn dây xong á, được một chén nước như vậy, tán bột sắn dây xong chúng ta đổ nước đó vô, bột sắn dây khuấy, mà nếu nó chín thì ăn, còn không chín thì bắt lên khuấy một chút nữa. Đổ nửa muỗng cà phê nước tương tamari vô, được quyền uống thường xuyên mỗi ngày, nó sẽ khôi phục lại cái, nó sẽ lần lần nó sẽ làm cho chúng ta không bị hay cảm à. Nó làm dương quá cơ thể lên, đối với người làm biếng ăn ảnh hưởng bao tử rồi nọ bị chua rồi đó, làm nó thường xuyên. Và nếu tốt nhất là chúng ta nên ăn số 7. Còn cái vôi nó đóng ở cột sống, đắp nước gừng dán cao vai sọ nó sẽ tan. Con bị bệnh thần kinh yếu, mất ngủ, viêm khớp. Biết cách ăn gà lứt muối mè cách nào cho hợp. Thật ra bệnh mất ngủ ăn số 7 thì hết nhanh lắm, nhưng mà đối với khớp thì phải ăn gà lứt rang buổi chiều, uống nước trà gạo lứt đi, uống trà gạo lứt đi, hoặc là trà đậu đỏ cũng được, hai cái đó trộn chung uống cũng được luôn. Đối với cái bệnh này, bệnh thần kinh thường thường là chúng ta có một cái bệnh ghiền ăn đồ ngọt,
kiện đồ ngọt trái cây thì mới ảnh hưởng não của chúng ta. Cho nên chúng ta ăn cái này mà bỏ đường bột ngọt trái cây là thời gian cái bệnh thần kinh nó tự động nó ổn định rồi. Và muốn nhanh thì buộc phải ăn gạo lứt muối mè để nhai lâu một chút. Chỉ cần chúng ta ăn gạo lứt muối mè thôi, tức là bản thân bị thần kinh theo bệnh viện tâm thần chẩn đoán là rối loạn gì đó, thì ăn gạo lứt muối mè uống trà 3 năm, đơn giản vậy là một thời gian 49 ngày cho tới 120 ngày ổn định. Thần kinh nói vậy chứ trị lâu nha. Thần kinh từ 4 tháng cho tới 6 tháng mới hết hoàn toàn. Dù có ăn gạo lứt muối mè kỹ thì cũng phải cỡ chừng đó trở lên. Thật ra nó rất là chậm phục hồi. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được là sẽ bớt ảo giác, bớt loạn, rồi bớt đau rồi thì nó trong thời gian ngắn mà. Nhưng mà hết hẳn là phải 6 tháng trở lên đó. Đối với bệnh thần kinh phải kỹ một chút. 77, mẹ con 77 tuổi bị tiểu đường đã lâu, hiện nay đang bị viêm đại tràng, viêm phổi cấp, nằm bệnh viện điều trị nhưng không hết. Những phương pháp trị để cho má con mau bình phục. Nằm bệnh viện thì sao cho ăn được? Ăn cái bệnh này phải về nhà. Mấy người lớn này có thể ăn số 7 không nổi thì chúng ta làm cái cháo hồi nãy chúng ta cho ăn, và cái lượng đậu đỏ cao lên một chút. Viêm phổi thì chỉ còn cái đường là đắp nước gừng dán cà phê sọ thôi. Ăn số 7 được thì chúng ta ăn, còn nếu không ăn cháo. Ăn cháo và lứt đậu đỏ, hạt sen, bí đỏ, cháo bổ đó chúng ta ăn ban đêm. Và đồng thời làm cái món tép ca để ăn với cháo. Món tép ca có chỉ đồng băng chưa ta? Có chỉ đồng băng rồi, cố gắng nghe dùm nha. Có em bé khoảng 6-7 tháng tuổi gì đó thường xuyên bị giật mình lúc ngủ cũng như thức. Trong lưỡi có đống trắng thật dày và hay bón, mỗi lần đi tiêu rất khó. 1-2 ngày mới đi một lần, xin thầy chỉ cho. Mấy đứa bé này chỉ cần không cho nó ăn đồ lạnh là đủ rồi. Ủa, 6-7 tháng tuổi hả? Là nó đang bú sữa mẹ hay sao? Hay là cho nó bú sữa ngoài? Mới 6-7 tháng tuổi này, ai hỏi câu hỏi này vậy? Thường á, tất cả những đứa bé mà còn bú thì không cần trị nó. Nên nhớ điều này, mà trị má nó, má nó làm ơn đừng có ăn tầm bậy giùm là nó hết liền, 2 ngày sau khỏi cần trị. Đừng có ẩm mấy đứa nít đi bệnh viện nhi, tội nghiệp nó lắm. Chích nó đau tội nghiệp, nó vô tội mà. Nếu mình còn cho nó bú thì sữa của mình làm cho nó bệnh. Cho nên bà mẹ ăn tốt lại, tự động bỏ đường bột ngọt trái cây, nước đá, cà phê giùm là hết liền. Khỏi cần trị đứa nhỏ gì hết á. Con còn đang bú là trị bà mẹ thôi. Còn nếu không thì phải ngưng cái sữa lon mà bắt đầu nấu cháo gà lứt đậu đỏ, hạt sen, bí đỏ cho nó ăn với lại cái tép ca cho nó bổ. Thì thay tất cả các loại sữa khác á. Không cần sữa gì đâu. Sữa không có sữa nào hơn cái bài đó hết á. Bệnh bú cổ không lành, con đã đi thuốc Tây hơn 2 năm là bú cường giáp, đến nay mắt bị lòi bên phải. Một tháng nay con uống thuốc bắc nhưng chưa có kết quả. Hiện con đang ăn chay. Bú cổ này trước có chỉ rồi hả ta? Một là lăn đu đủ nè, hai là kiếm cái cây chùm. Người thì kêu nó là chùm rụm hả? Kêu cây bùm sụm. Nhưng mà người ta trồng ở phía trước nhà là bờ rào, người ta cắt vuông 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 cái lá tròn tròn bằng ngón tay, cái tái nó tròn tròn á. Mỗi ngày lấy một nắm chặt ở tay, đâm dắt lấy nước cốt, bỏ một tí muối uống. Rồi buổi chiều. Rồi là cái xác đó lấy xào với giấm bó ha. Đồng thời lấy cái trái đu đủ non nướng trên lửa lăn. Rồi nó có nguội thì nướng lại, rồi lăn mỗi một đợt chỉ là từ 7 tới 9 lần. Sau đó là trưa lần nữa, chiều lần nữa, tới ngày lăn 3 lần ha. Còn nếu không đắp nó gần dán cao vai sọ cũng được. Đồng thời mỗi bữa ăn phải thêm một miếng rong biển. Ăn số 6 được rồi, ăn trung bình 3 miếng cơm, một gắp rau. Mỗi ngày thêm 10 gram rong biển cho tôi. Rồi ăn số 7 mà cái này nói lại. Ăn số 7 có nghĩa là ăn không gạo lứt muối mè. Con hay bị sưng ngứa ở chân phải và cổ chân sưng phong đau. Cứ như vậy con đi bác sĩ chích thuốc uống một tuần thì sẽ hết. Rồi tháng sau bị nữa. 3 lần rồi như vậy thầy chỉ giúp con ăn cách nào. Con của con. Bây giờ cái bệnh này á, là phải xông nước muối. Trước mắt là xông nước muối cho tôi liên tục 10 ngày. Nấu 1 kg củ cải trắng, 1 kg muối, 4 lít nước đổ vô xô. Ngồi xong mấy cái băng trước có nói rồi. Cái này khỏi nhắc lại.
rồi đồng thời ăn vào lứt muối mè, ăn 3 muỗng cơm 1 miếng rau cho ăn số 6 được rồi, uống trà gạo lứt rang luôn. Bị một vết ở gan như cái sẹo, bác sĩ ở bệnh viện Đại học Y Dược khám và chụp CT xét nghiệm kiểm tra nói là một cái bớt đậm bằng ngón tay ở gan như cái sẹo, họ nói không sao nhưng con cũng lo lắng. Mấy đứa mà nó có ảnh hưởng tới gan thì nên bắt đầu cử thịt và mỡ, nói chung là không nên ăn thịt mỡ nữa, ngay cả dầu cũng phải cử luôn dùm một tháng cho nó vẫn ăn gạo lứt muối mè, nhưng mà thêm 10% 20% rau, đắp nước gừng dán cà phê sọ ở gan để cho nó tiêu cái vết đó. Tự trị theo phương pháp dưỡng sinh cụ thể để duy trì các bệnh mà con người ta hay mắc phải, như bệnh phong thấp, đau khớp vân vân, bệnh gan, siêu IB, bệnh khớp bướu thường, bệnh phổi, bệnh tim, bao tử. Nói chung là trong sách thầy sẽ viết rõ ràng cách ăn uống trị liệu. Nổi nhọt liên tục, uống trụ sinh mỗi lần nhảy ra và ăn thức ăn thường thì bị nổi nhọt nhỏ, ngứa ở hai tay, bị choáng váng. Thật ra mình bị khối u, bị nhọt là cơ thể mình đang làm việc tốt á, cái kháng thể nó đẩy được cái vi trùng ra để nó thành một ghẻ. Mà nguyên nhân có vi trùng đó là mình ăn thức ăn xấu. Như vậy là mình đừng có ăn đồ ăn xấu nữa, tức là đừng sử dụng quá chất, nhất là không được sử dụng thịt trong giai đoạn dài. Không phải ở đây trong chùa tôi kêu cấm ăn thịt đâu, nhưng mà ăn thịt nó sẽ rất là nguy hiểm. Một là nó nuôi thuốc tăng trọng, hai là loại động vật nó có bệnh rồi chúng ăn chúng ta bị nhiễm. Thói quá đốt sống cổ, 10 ngón tay bị tê, vai trái bị mỏi, bàn tay chân thường đổ mồ hôi, gan và máu nhiễm mỡ rất nhiều, viêm đường tiểu, nước tiểu có cặn, tiểu gắt 3 lần, bí tiểu, đau thắt lưng, hai mỏi lưng, viêm thanh quản mãn tính. Cái này thuộc về cái dạng ổ trái cây nữa nè, ăn trái cây mới có mấy trứng này. Bây giờ là ăn vào lứt muối mè chứ không có còn đường khác. Gạo lứt muối mè buổi sáng, bữa trưa, chiều ăn gạo lứt rang. Nếu mà cái vai mỏi làm dầu mè gừng sức, dầu mè gừng thì hôm trước có chỉ rồi chứ ta, có rồi phải không? Tức là đâm nước cốt, đâm nước gừng dắt một muỗng, thì một muỗng dầu mè lắc đều thoa đến chỗ đau nhất chịu không nổi đó. Gan nhiễm mỡ, tiểu đường. Tiểu đường thì bây giờ uống nước trà gạo lứt trộn với đậu đỏ mỗi ngày 3 xị. Bị bí tiểu chỉ cần uống nước trà đậu đỏ là nó đắp. Bị bí tiểu mỗi lần như vậy là chúng ta đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái vùng bọng đáy và uống nước đậu đỏ nhiều vô để cho nó nở đường tiểu. Rồi sau khi bị tai nạn xe, mắt con không được bình thường, nhìn không rõ, mắt trái đi một lúc chuyển sang mắt phải, thường hay bị nặng đầu, xin thầy chỉ dạy cho. Ăn uống số 7 đi, nó sẽ chỉnh đốn lại. Mắt mà bị vậy coi chừng ảnh hưởng tới thần kinh rồi đó. Chúng ta cố gắng ăn số 7 và đắp nước gừng ở cái vùng gió không tới à. Yeah, ăn gạo lứt muối mè, uống nước trà 3 năm, đắp nước gừng ở chỗ gối không tới, trên sở giữa 2-7 giây, từ đốt sống cổ xuống khoảng một ngón tay. Bị thấp khớp, thần kinh tọa, đau bao tử, bị suy huyết, bị gan nhiễm mỡ, rối loạn tiền đình. Rồi ăn gạo lứt muối mè cho nhiều quá sao giải quyết hết buổi sáng này ta, chắc buổi chiều nữa nhiều quá rồi. Bệnh này bà Trần Thị Thành này là ăn gạo lứt muối mè nha, buổi chiều ăn gạo lứt rang, và bị thần kinh tọa ở bên nào thì đắp cái phần mông bên đó, đắp nó gần chán cái gán cà vai sọ phần mông bên đó, ngay cái chỗ mà chích thuốc á, bên đông y nó có cái kế cạnh chỗ chích thuốc, nó có cái huyệt quằn khiêu, nó bị có thể bị ngãn cái đó, thì chúng ta đắp nó gần dán cà phê sọ để trị thần kinh tọa. Đồng thời phải ăn tỏi ngâm tương lâu năm, bị giải nến 3 năm rồi. Ăn gạo lứt muối mè, cái chỗ vải nến là chúng ta mua dầu mè, mua bột dente, chúng ta quào nó ra, cái rửa bằng cái nước lá trà già, lá trà 3 năm chúng ta nấu cho kẹo, xong rồi là chúng ta rửa cái vết đó, xong rồi lau khô, tét cái dầu mè vô, tét dầu mè vô xong rồi chúng ta tét cái bột dente vô,
Đó là cái cách trị đối với ghẻ đó, và đồng thời ăn gạo lứt muối mè mới hết, chứ thôi sức không cũng không hết nha. Con hàng ngày rất nhiều bệnh, áp huyết, đau bao tử, bị khớp. Nãy giờ nghe mấy cái này rồi ha, áp huyết, bao tử, bị khớp rồi có nói hết rồi. Nên ăn gạo lứt muối mè đi, buổi chiều ăn gạo lứt rang, dập bẻ toàn thân, điếc hai vành tay, khó thở. Ăn gạo lứt muối mè, uống trà 3 năm. Minh Như, 26 tuổi. Con mang thai nay được 2 tháng rưỡi rồi. Con có ăn uống, sinh hoạt và dưỡng sinh như thế nào? Cái này để một chút gặp lại đây nha, nhiều bài lắm. Cái cô Minh Như, 26 tuổi, có thai gì nè. Chút gặp lại sau đi. Nhiều bài thuốc ăn, ngày trước cũng phải ăn gạo lứt muối mè, ăn đồ ăn, nhưng mà để tôi chỉ thêm. Chúng ta Thầy Vi chỉ dạy cho cách ăn trị bệnh lao phổi và viêm xoang hồi nãy nói rồi ha. Lao phổi thì ăn gạo lứt muối mè, uống trà củ sen, ban đêm uống súp bổ dưỡng. Bú cổ nói rồi, không mổ được, bác sĩ cho uống thuốc tiểu đường. Bây giờ là bệnh bú cổ, hồi nãy nói bài thuốc rồi, về chúng ta làm. Còn tiểu đường thì ăn gạo lứt muối mè, uống trà đậu đỏ rang. Bị gai cột sống thì cũng chỉ rồi ha. Chỗ gai chúng ta có thể đắp nước gừng, dán cam hơi trọ cho nó tan. Còn bệnh khớp thì ăn gạo lứt rang buổi chiều, buổi sáng, buổi trưa chúng ta ăn gạo lứt muối mè. Ăn thêm một ít rau củ cũng được. Dư cân ăn gạo lứt muối mè hết liền. Đơn giản, cái này ăn gạo lứt muối mè uống trà 3 năm thôi, ai bị dư cân nè. Đừng có nhịn đói không nên. Tiên Thị Thủy, 47 tuổi, bị bệnh thần kinh được 20 năm rồi mà bệnh bao tử sinh, bệnh khớp, bệnh viêm xoang. Con nói như vậy con có trị được không? Thầy Quan Hỷ. Bây giờ thì nếu trị theo phương pháp này, chúng ta bắt đầu ăn gạo lứt muối mè. Bệnh khớp thì ăn gạo rang rồi, hồi nãy có nói rồi, bao tử cũng vậy, ăn gạo lứt muối mè tự hết. Ăn gạo lứt muối mè, uống trà 3 năm. Trương Thị Thủy, 47 tuổi, Nguyễn Thị Thu Sương. Gạo lứt muối mè được 8 tháng rồi mà vẫn còn nhức vai, tê tay chân. Con nghe trong băng thầy dạy ăn uống khác nhau, tình trạng con như vậy thầy Văn Hỷ chỉ dạy cho. Người này ăn 8 tháng mà ăn cái gì? Ăn số 7 hả? Nguyễn Thị Thu Sương nè, Nguyễn Thị Thu Sương là ai đâu? Ăn số 7 8 tháng rồi hả? Ăn bao nhiêu muối mè, bao nhiêu gạo, cơm? Bây giờ về ăn 14 mè, 1 muối. Uống nước trà 3 năm. Viêm gan siêu vi B. 4 tháng đi xét nghiệm VB ở bệnh viện C vẫn còn chưa vượt hết được. Chỉ dạy cho con. Thật ra cái bệnh gan rất là lâu hết, cho nên chúng ta phải cố gắng kiên nhẫn một chút. Mấy bệnh khác thì trong vòng 4 tháng, có khi 49 ngày, có khi 60 ngày nó hết, nhưng bệnh gan kéo dài lắm. Người trị bệnh gan phải kiên nhẫn một chút. Thì bây giờ ngang đây, nếu mà chúng ta ăn số 7 dai quá rồi, bây giờ ăn rộng ra thì cũng không được ăn dầu mỡ động vật, chỉ xào với hấp đồ ăn thôi. Chúng ta chỉ rang muối mè ăn với cơm, ngoài ra không được ăn với gì. Còn đồ ăn thì hấp chấm nước tương. Mỗi ngày phải ăn thêm một miếng rong biển. Bị viêm gan C và bú cổ, bú cổ có chỉ rồi. Viêm gan C thì một là chúng ta ăn gạo lứt muối mè, uống trà gạo lứt rang và đắp nước gừng dán cà phê sọ. Đau cột sống là đau cái gì mới được chứ. Nếu mà bị đau thắt ngang lưng thì nằm cái như hồi nãy. Còn bị gai thì phải ăn gạo lứt muối mè, đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái vùng đau đó. Con Châu Bạch Thủy, bệnh nhức chân, bao tuổi, bao tử, phổi, mật, khối u. Khối u ở đâu? Khối u ở đâu cũng vậy, phải đắp nước gừng chỗ đó. Ăn gạo lứt muối mè, uống trà gạo lứt rang và đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái khối u nha. Nguyễn Thị Phong, 38 tuổi, bị bú một bên vú trái. Con xin thầy chỉ giúp con, và con bị nhức cánh tay phải và chân trái. Bây giờ ăn gạo lứt muối mè, đồng thời uống cái trinh nữ hoàng cung hồi nãy có chỉ đó. Đắp nước gừng dán cà phê sọ ở trên vú để cho tan. Ăn trung bình 3 miếng cơm cho ăn một gấp rau để cho tan bú. Con năm nay 25 tuổi có thai nữa. Ủa? Bị nôn ăn không được, xin thầy chỉ cho con cách khắc phục. Hai cái cô mà bị thai này chút về trễ trễ chút mà gặp tôi nói tôi chỉ cách ăn nha. Mấy giờ rồi ha?
Bây giờ quý Phật tử nghỉ ăn cơm đi, một giờ trả lời tiếp ha.